À, kính thưa đại chúng mình xin thỉnh ba tiếng chuông mình ngồi cho nó tĩnh lặng, thở cho nó bình an. Cái hơi thở là một cái sợi dây, một cái sợi dây giống như là một cái sợi chỉ, nó kết nối tất cả những cái hạt những cái hạt để thành một cái sâu chuỗi. Vì vậy cho nên từng cái hơi thở nó tỉnh thức thì nó giống như là những cái hạt chuỗi bồ đề được kết lại thành một cái một 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 sợi dây, một cái tràng hạt. Thành ra quý vị mình phải trân trọng tới cái hơi thở của mình. Mình làm như vậy để mình cúng dường chư Phật bằng cái tràng hoa hơi thở ý thức của mình. Mình thở vào, mình thở ra. Chúng có an không? Thở có an không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2020, thầy đang ở Phật học đường Kim Cương. Thầy rất là vui, thật sự rất là vui được có cái duyên, có cái cơ duyên được quý vị thương và tạo cơ hội cho thầy để có mặt tiếp tục chia sẻ những cái kinh nghiệm học hỏi trong cái công trình làm đạo của mình cho đại chúng. Thầy hy vọng là một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, rồi 5 lần, rồi 6 lần, thì thầy cũng hy vọng là thầy nói rất là nhiều những thứ rồi, không biết đại chúng có nhớ cái gì để áp dụng hay không, nhưng mà thầy chỉ hy vọng một điều là cho dù trên cuộc đời này nó có xảy ra bất trắc chuyện gì đi nữa, cho dù mình đối diện với biết bao nhiêu là mệt mỏi đi chăng nữa, thì hy vọng quý vị nhớ một điều thôi là trở về thở, chỉ hơi thở vào hơi thở ra mình cái đã. Thầy có một đứa cháu hôm rày nó lên trên YouTube nó coi thầy dạy, nó nói chứ thầy không có cái gì đặc biệt hết, thầy gì cứ thỉnh ba tiếng chuông bắt người ta thở là cái chấm dứt cũng vậy. Nhìn rất là nhà quê. Nó nói chứ thầy coi mấy ông thầy nổi tiếng kìa, ông làm background đẹp, ông làm âm thanh đẹp, ông làm ánh sáng đẹp, còn thầy đâu mà làm cái gì mà quê mùa. Nó chê như vậy. Nó nói năm nay nó cũng 20 tuổi rồi, thành ra cái tụi nhỏ nó rất là giỏi về công nghệ. Thầy mới nói với tụi con qua đây con làm chú tiểu với thầy.
thầy có hai tay, một này một đứa, một này một đứa. Thành ra thầy mới nói nó cũng giống như thầy nói quý vị, thầy nói là thôi con đừng có nhớ cái gì thầy dạy hết, chỉ nhớ mỗi điều là cho dù trời nó có sập xuống thì cũng rất là thản nhiên, cứ thở vào thở ra, chuyện đâu còn có đâu. Thì dặn là vậy thôi, đừng có nhớ gì nhiều, Phật pháp nó vô biên, nhưng mà nhớ một điều là cứ trở về cái hơi thở của mình mà làm cho cái tâm mình nó an xuống, nó sáng bừng. Nó còn hơn là mình đốt 1.000 cái nhang, mình khấn vái 1.000 vị Phật mà lòng của mình nó cứ rộn ràng, bất trắc luôn xảy ra, thì nó uổng vô cùng. Thì thầy gửi gắm cho nó như vậy. Tự bản thân thầy là chiêm nghiệm thì thầy biết thầy không thầy không có kinh nghiệm gì nhiều, à, do vậy cho nên những cái mà thầy sống hàng ngày bằng cái hơi thở của thầy thì thầy cũng xin chia sẻ như vậy. Còn Phật pháp thì thầy nghĩ bây giờ thì các vị rất là dễ tiếp cận, cho nên không khó như ngày xưa. Cái có một cái kinh á, nó tên là kinh niệm thân hành, thân hành niệm, kinh thân hành niệm. Và trong cái kinh này Đức Thế Tôn á, đặc biệt là triển khai về cái pháp quán về cái thân của mình rất là kỹ, rất là chi tiết. Và Ngài cũng nói cho chúng ta biết rằng á, chỉ cần quán niệm về thân thôi thì cái phước đức nó bằng như là quán niệm Phật. Và chỉ cần quán niệm thân này thôi cho nó hoàn chỉnh thôi thì chúng ta cũng có thể đi vào con đường niết bàn của các vị Phật như thường. Đó là lời tuyên bố một bậc đạo sư, người đã chứng ngộ, người đã khai triển cho chúng ta những con đường tu tập và mở thông ra một cái đạo, đó là đạo từ bi, đạo thương yêu, đạo trí tuệ. Thì cái câu hỏi đặt ra ban nãy mà thầy nói là cái thân này là cái mà cái kẻ thù lớn nhất của đời mình, thì e rằng cái câu đó nó rất là tội nghiệp, do vì mình không có chánh niệm, do vì mình không có để ý, do vậy cho nên mình làm rất nhiều những cái việc nó không có ra chi, nó gây ra rất là đau khổ. Thì rồi mình quay trở về mình trách người ta không có được, trách ảnh không được thôi, nhưng mà trách ai, trách mình. Thì mình trách người ta không được thì buộc là quay về mình trách mình. Thì cái điều đó là cái điều tạm bợ để an ủi thôi. Cho nên những cái câu, có những cái câu gọi là cứ nhân danh cứ nói Đức Phật nói rất là tội nghiệp. Có những lời Đức Phật nói không có phải là Đức Phật nói, mà vì muốn cái câu đó nó trở thành uy tín, mình legitimize, mình hợp thức hóa nó. Thành ra mình cứ đặt vô cái khung cảnh của Đức Thế Tôn nói cho nó có uy tín. Nhưng thực ra xét cho kỹ thì cái câu đó nó không có đúng. Nếu mà Đức Thế Tôn nói rằng kẻ thù lớn nhất là cái thân này á, là rõ ràng Ngài tự mâu thuẫn với chính Ngài. Có nghĩa là pháp môn của Ngài không có đồng nhất, không có consistent, là điều đó không có đúng. Một bậc có đầy đủ trí tuệ không bao giờ nói những lời tự mâu thuẫn với chính bản thân Ngài. Ngài không thể nào nói rằng là không giết người rồi Ngài đi giết người. Thành ra cái hơi thở của mình á, nó là thuộc cái phạm trù thân của mình, cực kỳ quan trọng. Tại vì không có cái hơi thở này thì không có thực tập gì được cả. Chúng ta biết rằng các vị ở tiên giới, ở cõi tiên á, họ không có cái thân này, họ chỉ có cái tưởng thôi. Và cái tưởng thì rõ ràng mình ngồi đây mình tưởng mình nhà giàu thì mình cũng hạnh phúc vậy. Mình ngồi mình tưởng mình con nhà giàu, có nhiều tiền, có xe hơi đi ngon lành thì mình cũng có hạnh phúc. Thì các vị tiên họ sống trên cái tưởng là chính, và cái phước báo của họ nó không có cái thân này. Do vậy cho nên mình cứ nghĩ rằng là các vị tiên ngon lành hơn mình, nhưng thực ra các vị tiên họ không có khả năng
tu tập. Ba đời chư Phật thành đạo chưa bao giờ là ở các cõi tiên nhé. Lưu ý, các vị Phật xưa nay thành tựu ở cái cõi ta bà này và cái sắc thân này. Thành ra cái sắc thân này á cực kỳ quý trọng. Có khi được coi như là một cái đền thờ của một ông thần linh. Chúng ta không cần thờ ông Thượng Đế, thần linh ở ngoài kia, mà chúng ta thờ cái thần linh ở chính đây, ở tại tự thân này. Và cái thần linh của mình là gì? Tức là cái khả năng chánh niệm của mình, khả năng nhận biết của mình, khả năng ý thức của mình. Chừng nào cái tâm thức sáng bừng của mình nó có mặt hiện tiền thì rõ ràng cái đền thờ này nó có cái người ở trong đó. Phải không? Có ông chủ ở đó biết được cái chuyện gì nó vô, chuyện gì nó ra. Còn cái xác thân này tuy là có đẹp đẽ như vậy đó, không sáng láng như vậy, nhưng mà thường hay đi bán nhà, cái tâm mình hay đi chỗ khác thì rõ ràng là cái đền thờ nhà mình không có ai coi, khoái qua hàng xóm coi, thường nó vậy, nhìn coi hàng xóm có cái gì rồi bắt đầu mình phê bình, bình luận, thường nó vậy. Thành ra cái chuyện mà mình đi ra ngoài nó dễ hơn là đi vô trong, mình trở về nó khó hơn đi ra ngoài. Thầy nghĩ ai cũng có kinh nghiệm này, không cần phải nói. Pháp Đức Thế Tôn nói rất là thẳng. Kinh có một cái kinh thứ hai nó cũng liên quan tới cái vấn đề này, đó là kinh Tứ Niệm Xứ, ha, Tứ Niệm Xứ Satipatthana Sutta, kinh Tứ Niệm Xứ. Đặc biệt một điều là tất cả cái kinh này á, nó nhiều kinh liên hệ nữa, nhưng mà thầy giới thiệu ở đây á, đặc biệt là gì, truyền thống nào họ cũng có trong cái tạng kinh chữ Hán hay là chữ Pali hay là ở bên Tàu, ở bên Nhật Bổn hay là bên nào, bên truyền thống nào nó cũng có kinh này. Tức là trong cái sự so sánh giữa hai bộ kinh chữ Hán và chữ Pali á, chữ Phạn á, chữ Pali và chữ Phạn á, và chữ Hán á, thì có những kinh nó không có, bên miền Nam truyền nó có, mà Bắc truyền nó không có. Nhưng mà cái đặc biệt cái loại kinh này là hai bên đều có. Điều đó có nghĩa rằng cái tầm quan trọng cái kinh này nó được lưu giữ trở thành một cái manual, một cái cẩm nang cho quý thầy mà hơn 26 thế kỷ, lời Đức Thế Tôn nói ra vẫn còn ở đây. Thành thử cho nên trong cái kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Thế Tôn mở vô kinh, Đức Thế Tôn nói như thế này: này quý thầy, có một con đường mà có thể vượt thắng phiền não, tiêu diệt ưu khổ, thanh tịnh thân tâm, chứng đạo niết đi vào các con đường chánh đạo và chứng nhập niết bàn. Đó là con đường duy nhất. Đây là con đường, thì đó, con đường đó là con đường nào? Thì đây là con đường của bốn phép an trú trong quán niệm, trong chánh niệm. Cho nên Đức Thế Tôn nhấn mạnh thân là một cái đối tượng để mình thiền tập. Rồi nó có thân, có cảm thọ, và nó có những cái tâm hành của mình, và nó có những cái đối tượng của tâm hành của mình. Nó bốn cái phạm trù như vậy. Đây là lời Đức Thế Tôn nói. Đức Thế Tôn nói là con đường, đây là con đường duy nhất để giúp chúng sanh thực hiện thanh tịnh, vượt thắng phiền não, tiêu diệt ưu khổ, đạt tới chánh đạo, chứng nhập niết bàn. Đây là con đường của bốn phép an trú trong quán niệm. Tin không? Khó tin quá. Cho nên tu tập thực ra khi đọc vào những lời gọi là thánh giáo, tức là những lời mà của một bậc chứng đạo nói ra, và Đức Thế Tôn nói rằng tôi cũng đã từng đi vào con đường này bằng cái phương pháp này, quý thầy có muốn thì hãy đi theo, nhưng mà đặc biệt là quý thầy không có theo. Nhiều khi mình đi ra ngoài cái dễ hơn, có nghĩa là mình đi ra ngoài cái thân này nó dễ hơn, cho nên cái việc mình đi ra ngoài nó lúc nào nó cũng hấp dẫn hơn. Và đặc biệt hơn nữa là con người của mình thì nó làm biến. Làm biến là số 1. Thành ra cho nên là thôi thì mình đầu tư tương lai.
thôi thì mình coi cái ông thần ông thánh nào đó cúng cho nó chắc ăn. Hy vọng tương lai cái chết thì được cứu. Con người loài người là như vậy, cho nên cái tự lực bản thân thì không có phát triển, trong khi mình là một ông thần linh sáng rỡ nằm ở đây. Thân của mình, tâm của mình, đời sống của mình như thế nào thì mình thiết kế thì lại mình không chịu. Nhưng mà mình tin vào ở ngoài kia thì dễ hơn. Vì vậy cho nên cái câu lúc nãy á, kẻ thù lớn nhất của đời mình chính là ta thì nó quá đáng. Một câu nói rất là quá đáng. Không có biết cái giá trị của cái thân này. Chính Đức Thế Tôn đã từng rời bỏ cái pháp môn gọi là ép sát của năm anh em Kondana, tức là năm anh em Kiều Trần Như, để mà trở lại cái con đường nuôi dưỡng cái xác thân này để thực hiện chánh đạo. Và ngài đã an trú trong thiền định và chứng được một đạo quả giác ngộ mà ngày hôm nay chúng ta thực tập theo. Và đặc biệt ngài cũng là con người rất là dân chủ. Ngài nói rằng ta không phải là đấng thần linh để các ngươi thờ lạy, mà chính các ngươi là những người sẽ thành Phật sau ta. Có nghĩa là ngài nâng tầm đệ tử của ngài ngang tầm của ngài. Không có một đạo sư nào trên thế gian này thành lập các cái tôn giáo mà nói rằng giáo dân bằng cái ông lãnh đạo giáo chủ. Có phải không? Đức Chúa Trời có bao giờ nói rằng là các ngươi cứ ráng tu đi rồi các ngươi làm Chúa Trời như ta? Làm gì có chuyện đó. Đừng có hòng. Nhưng chính Đức Thế Tôn là người công nhận cái quyền của con người mình. Các anh đừng có tự xấu hổ với bản thân mình. Các anh đừng có để cái mặc cảm tự ái nó làm cho mình mất đi cái hưng phấn của đời sống này. Các anh phải nâng cấp các anh lên. Thì Đức Thế Tôn là người, người công nhận cái giá trị đó. Cho nên chúng ta phải thấy được cái Đức Thế Tôn là một người rất là tự do, một người đạt tới cái trình độ dân chủ rất lớn. Và cái quyền làm người Đức Thế Tôn công nhận rất là mạnh mẽ. Và chính ngài cũng là những đã từng đấu tranh để bảo vệ cho những cái bất công xã hội ở cái Ấn Độ hai mươi mấy thế kỷ về trước, chứ không phải tới bây giờ. Vì vậy cho nên giáo lý của ngài luôn luôn đặt tên cái nền tảng gọi là xả, chữ xả. Đây là cái nền hành xử của Đức Thế Tôn đây. Xả tức là equanimity. Chúng ta hay hiểu chữ xả từ trong cái từ bi hỷ xả bằng cách là giống như là chúng ta hay có nghĩ rằng là xả tức là bỏ đi, phải không? Nó mệt quá rồi bỏ đi, chẳng qua là chúng ta mệt quá chúng ta không biết cách nào khác hơn, tôi bỏ đi, tôi mệt quá mệt đi, bỏ 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 bỏ. Thì chúng ta hiểu cái chữ xả này là như vậy. Thì rất là tội nghiệp cho Đức Thế Tôn, ngài không có dạy vậy. Xả đây có nghĩa là một cái thấy không có cái tính phân biệt, ôm ấp đồng đẳng, bình đẳng, gọi là vô phân biệt trí. Và có cái chất liệu này á thì cái tình thương của mình nó mới có cái giá trị, chứ còn không á, tình thương của mình nó cũng vì tôi thích cho nên tôi thương thôi. Cho nên chúng ta thương cái con người kia chẳng qua là người kia có những cái chất liệu mà nó đáp ứng được cái nhu cầu, cái cảm xúc của mình, có một cái đồng điệu của mình, thành ra mình favor, mình thương mến hơn, thì nó lại không có rơi trên cái tình trạng xả. Và cái xả này để được đạt được cái trình độ cái thấy nó có cái tính cách bình đẳng, nó có cái tính cách đó, ôm ấp, không có loại trừ, không có kỳ thị, thì chúng ta làm gì được, có cái làm như thế nào được có khả năng này. Thì Đức Thế Tôn là cái người đặt trên cái nền nó gọi là duyên sinh, phải có cái thấy về một cái chánh kiến, nó phải có một cái nó gọi là một cái chánh kiến ha, một cái chánh kiến gọi là duyên sinh. Có nghĩa là mọi thứ trên trần đời này nó được thành tựu có mặt là do vì nhiều nhân duyên khác nhau là hợp thành.
mà đạt được cái thấy này thì nó ngài mới đưa ra cái trình độ gọi là vô ngã, nó không có một cái tôi, nó không có một cái yếu tố duy nhất. Đây là cái nền tảng của Đức Phật đây, ngài giác ngộ điều này. Do vậy cho nên để có cái chất liệu từ bi hỷ xả đó là phải có cái chất liệu này, phải có cái chánh kiến này, duyên sinh và tương tức, có nghĩa là chúng ta có mặt gọi là interpenetration hoặc là interbeing, tức là tương tức tương nhập. Tương tức có nghĩa là cùng có mặt cùng lúc, cái này nó làm nền cho cái kia và cái kia làm nền cho cái này. Nhưng mà cái này không phải là cái lý luận, mà cái sống, mình sống như vậy, mình tập không ít thì nhiều, mình tập như vậy hàng ngày hàng ngày, mình thấy homeless nó cũng đáng thương vậy, tuy là không có thân thuộc gì mình nhưng mà mình cũng đáng thương, mình cũng thương. Là tại sao? Là tại vì mình có cái chất liệu thương có sẵn. Tuy nhiên mình về nhà con của mình đã đòi một cái iPad thì mình dễ dàng mua cho con của mình hơn. Chứ cái thằng homeless tới nó xin 550 đô la nó mua cho bia uống còn lâu. Thành ra chúng ta không có một cái thấy bình đẳng. Chúng ta không có thấy một cái thấy nó có cái tính cách ôm ấp và bao dung, intolerance. Tolerance. Cho nên chúng ta hay có cái việc gọi là phân loại. Cái này là loại A, đáng được lưu lại trong cái bộ máy này. Cái này là loại B, loại B đáng được loại trừ và trừng phạt. Cho nên bây giờ về quý vị làm một cái bài tập phân loại ra, ai là cái người thương để làm bên, ai là cái người đáng ghét để làm một bên. Rồi sau khi mà viết xong rồi á, để đó đừng có suy nghĩ tới nữa, đi chơi đi. Còn 2 tiếng đồng hồ sau quay về, lấy cái danh sách ra coi lại, coi thử còn ai không, còn sót không. Coi cái loại B là cái loại đáng ghét đó. Coi cái người đó có đủ tiêu chuẩn để mình thương hay không. Nếu mà mình thấy còn có chút thương thì quay gạch bên, cho qua bên A. Thầy đảm bảo quý vị là nếu mà mình làm được cái công việc đó đó, thì từ từ những cái con người đáng ghét kia nó cũng còn cái chất liệu cái thương yêu, để chúng ta có thể xếp vào cái loại A là đáng được thương yêu. Mà chúng ta thấy tới một lúc nào đó thì cái người mà ăn cướp, cái người mà sát hại thì chúng ta cũng thấy rất là tội nghiệp. Tại vì cái con người sát hại là cái con người rất là sợ hãi, phải không? Đời sống không bao giờ hạnh phúc cả. Thầy có coi cái bộ phim gọi là Jason Bourne từ 1 cho tới 4. Không có theo ra cuốn nào thầy cũng coi đó. Thì thầy thấy rất là tội nghiệp cái anh chàng đó. Jason Bourne, quý vị biết phim đó rồi phải không? Ừ, có biết không? Nói về một anh chàng lính đặc biệt mà bị mất trí, không có biết mình là ai. Trong một cái nhiệm vụ ảnh đi thực hiện, nhưng mà rồi bị tai nạn, rồi ảnh thấy một đứa, ảnh đi ám sát, nhưng mà ảnh thấy có mấy đứa con xung quanh đó thì ảnh không có ra tay được. Anh đang chần chừ, trong lúc anh chần chừ thì bị cái ông kia ông bắt và rớt xuống biển và mất trí, không biết mình là ai. Thế thì bắt đầu cả một cái quá trình đó anh tìm về nguồn ảnh là ai. Cái phim đó là như vậy, Jason Bourne. Thì cái phim đó, cả một cái chiều dài đó, thầy thấy một điều là ảnh lúc nào cũng lo sợ, trong giấc ngủ cũng sợ hãi, kinh khủng bởi vì kẻ thù liên tục. Cho nên cái người mà giết người, ảnh giết người dễ sợ lắm. Thì mình thấy giống như vì bảo tồn ảnh thôi. Tại vì ảnh khi mà ảnh không có một cái ảnh không biết ảnh là ai thì kẻ thù cũng giết ảnh, là phe ảnh cũng muốn triệt tiêu của ảnh. Tại vì cái nhiệm vụ của ảnh nó bị thất bại, mà nhiệm vụ thất bại là buộc là những người thi hành nhiệm vụ buộc phải chết. Giống như Kinh Kha ngày xưa vác kiếm mà đi hành thích Tần Thủy Hoàng. Anh thất bại là anh phải tự sát, anh đi đừng có về. Tại nếu anh về có nghĩa là bại lộ kế hoạch, là người ta sẽ tấn công, là đất nước quê hương của anh không còn nữa. Vì vậy cho nên những cái con người mà giết người ghê gớp, nhân danh này nhân danh kia, thì những con người họ đau khổ vô cùng, rất đau khổ. Cho nên cả một cái phim đó diễn tả là lúc nào cũng đau khổ và sợ hãi, và kẻ thù nó rình rập xung quanh.
Nói như vậy cái dẫn chứng cái việc này để thầy nói rằng là cái người mà giết người, tức là cái người xấu, người đáng ghét, thì cái người đó họ rất là đáng sợ, tại vì họ cái sợ hãi của họ nó dâng tràn, và chính cái sự sợ hãi đó nó không có thông minh, cho nên nó làm những cái việc mà rất là dại dột. Dẫn ra để nói cho quý vị thôi, chứ không phải là khuyên quý vị đi coi phim đó. Thật thầy coi rồi. Thành ra cái chất liệu Đức Thế Tôn làm ra là nằm ở đây, tức là Đức Thế Tôn thấy được con đường trung đạo, ngài không có theo phân loại A cũng theo phân loại B. Tại vì sao? Trong cái A nó có cái B và trong cái B nó có A. À, là sao vậy? Có nghĩa là trong trong những cái điều kiện xấu á, nó có cái điều kiện tốt, giống như trong cái điều ngược lại, trong cái điều kiện tốt á, nó chứa những cái mầm của điều kiện xấu trong đó. Điều đó rất là thật. Ví dụ mình là nhà giàu, con nhà giàu thì rõ ràng nó giàu thì ngon lành rồi đó, nhưng mà nó có cái chất liệu hư hỏng trong đó nữa, chiều chuộng nó cũng hư hỏng. Đó là một. Thí dụ mình ở trong một cái đất nước giàu có như thế này, rõ ràng là chúng ta tới ngày hôm nay là cái nước nào nghèo nhất thì cái nước ít chết nhất về vấn đề dịch bệnh. Cụ thể là Mỹ rất là giàu có nhưng mà cái nước chết nhiều nhất, không biết lý do gì. Do vậy cho nên trong cái phồn, trong cái hưng thịnh, nó có cái mầm của cái sự nguy hại không đó. Vậy cho nên chúng ta có những cái điều kiện may mắn, nếu mà chúng ta không biết sử dụng nó thì nó cũng nguy hại vô cùng, rất là nguy hại. Thành ra cho nên trở cái vấn đề lớn là gì? Đức Thế Tôn chính ngài là cái con người mà loại trừ những cái thái cực để ngài trở về với cái con đường tu học, và ngài nuôi dưỡng cái thân này rất là quý giá. Trong cái kinh có một đức có một lúc Đức Phật nói là cái thân của mình nhiều khi 1000 năm mất đi rồi không bao giờ có lại, mình không có biết, tại cái duyên nó hết rồi thì không còn trở lại. Và cái thiết tha của mình nữa, nói như kiểu của Nguyễn Công Trứ, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, anh tưởng đó là cây thông ngon đó. Tại vì mình tới đó mình chửi cây thông nó cũng gió, nó cũng lắc lư, mà có ôm cây thông thì cây thông nó cũng lắc lư, anh tưởng đó là nó ngon lành. Tại vì phiền não quá mà không biết cách nào xử lý. Do vậy cho nên nó ui, trách người không được thì trách mình, mà trách mình không được thì cứ trách vu vơ, là như vậy. Thôi, giải thích cái câu đó là hết giờ. Soạn bài ra cho giữ, nhưng mà rồi chắc nói chuyện này cái xong hết chuyện. Cho nên lần sau thầy nghĩ khỏi cần phải nói gì nhiều, chứ lên nhìn hạt nắng có cái gì đem ra nói chuyện, là có cái đề tài nói khỏi cần soạn bài. Thành ra chúng ta thấy trên Facebook hay là trên những cái poster, những cái tâm lịch người ta in ra những lời, nó là đây là những lời Đức Thế Tôn hay ho, nhưng mà có những cái nó rất là nguy hiểm trong đó. Thí dụ như bây giờ kẻ thù lớn nhất đời mình, thì trên nguyên tắc nhân gian kẻ thù là phải giết nó đi, có phải không? Sống chung với kẻ thù là cái đổ nợ. Giống như thí dụ cái người mà mình ghét nhất trong đời này là ai? Cái người mà sống cạnh mình thì thôi xong rồi, cuộc đời của mình là tối ngày là chỉ có chấm 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 chấm. Ông bà già thầy sống với nhau tính ra cũng 40 mấy năm, sinh ra một đám con chứ đâu có ít gì. Ngày xưa hả, cũng tốn biết bao nhiêu là tiền là của, cũng chở nhau qua biết bao nhiêu là đèo là xong. Nhưng mà cuối cùng bà chỉ vào mặt ông nói rằng ông là cái người tu hạnh nhất trên trần gian này, thế là bà đi tu, mà không biết tu có thành công hay không. Chắc thất bại mới nói vậy. Uống nước đi đã. Thành thử cho nên những cái con người mình sống chung, xác thân này mình sống với nó 24 tiếng đồng hồ mà coi nó là kẻ thù là thôi rồi, sự nghiệp mình đâu còn cái gì nữa. Tất cả những cái món hàng trên thế gian này nó đều cung phụng cho cái xác thân này, tại sao phải đi làm?
làm kiếm tiền, kiếm tiền để làm chi? Mua căn nhà, nhà chi? Nhốt cái người ta nuôi cái xác thân này, không ăn cũng là cái xác thân này, mặc đẹp cũng cái xác thân này. Chanel, những cái product Chanel nó cũng làm cho cái xác thân này, xịt xịt cho nó thơm tho cũng xác thân này. Rồi cái gì nữa, những cái món gì nữa, mấy cô gái mấy cô gái có học trò có buộc biết là 70% những cái sản phẩm đều phục vụ xác thân này, riêng những người phụ nữ. Thì thế thì nói rằng nó là cái thù rất là điều vô lý. Cho nên học Phật có những câu rất là tào lao, nhưng mà rồi mình không có thời gian để mình chiêm nghiệm. Nhiều khi mình thấy khổ đau quá thì mình đồng nhất cái giải, ô cái khác nó làm tôi đau khổ. Nhưng mà mình quên đi rằng cái cách thức để mình sống với cái xác thân này mới làm mình đau khổ, chứ không phải là cái xác thân itself, không phải là cái xác thân nó làm mình đau khổ, mà do cái cách mình làm, cách mình sống với cái xác này nó đau khổ. Chứ thí dụ như thầy sống tà bây giờ nó có thất nghiệp hôm nay, nó đâu có đồng xu các bạn nào mà thầy vẫn sống được. Cùng lắm thì đang, cùng lắm thì đi ăn chực chứ có ăn gì vậy. Bên đây trời rất là nóng, thành ra thì uống nước rất là nhiều. Thành thử cho nên chúng ta học vào kinh Phật, cái niềm tin, cái niềm tin để mình khởi được cái niềm tin nó cực kỳ khó khăn, cực kỳ khó khăn. Cho nên nếu mà không có cái niềm tin á, thì mình không có khả năng, nó không có cái con đường gọi là chánh tín. Tại vì mình không có cái chánh kiến thì không có cái chánh tín được, mình không có cái niềm tin được. Mà cái niềm tin mình đôi khi nó vu vơ là nó rất là nguy hiểm, nó rất là nguy hiểm. Cả đời của mình đi mà mình không có rõ ràng thì nó dẫn mình đi rất là xa. Cho nên có những ông thầy ông nói, có những ông thầy, có những ông đạo sư, ông nói là cứ ráng niệm Phật hay là ráng ráng làm phước làm đức như thế này thế kia đi rồi con được về trên đó. Mà trên đó trên nào thì bản thân ông thầy đó cũng giải thích được, cũng thấy được. Mà không phải là một mình các cái tôn giáo khác, tôn giáo nào cái vấn đề tôn giáo nó cũng rất là hấp dẫn. Dành thành ra cho nên mà con người cộng với con người làm biến nữa, thành nữa cho nên những cái đó nó rất là hấp dẫn. Trong khi chính lời Đức Thế Tôn nói ra trong những kinh điển này là gì? Cái con đường thở vào thở ra, trở về nuôi dưỡng chánh niệm của mình, trở về với cảm thọ của mình, những cái cảm giác của mình, trở về với những cái mental formation của mình, mental function, những cái tâm hành của mình, trở về với cái xã hội, cái đối tượng của cái tâm ý của mình, đó là con đường. Nhưng mà liệu chúng ta có tin không? Đó là cái điều rất là làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại. Cho nên nhiều khi chúng ta đi chùa làm phước cúng dường, bây giờ thầy nói tới cúng dường đi ha, chứ nói lần quanh hồi hết giờ. Ví dụ bây giờ chúng ta nói tới vấn đề cúng dường ha, cúng dường thì do vì mình biết rằng cái việc cúng dường này nó làm nền tảng cho cái niềm vui của mình. Nhưng mà cái thầy xin thưa quý vị là nếu mà cái việc cái cúng dường mà nó không có đặt tên cái nền tảng gọi là xả, lúc nãy quý vị hiểu mà phải không, tức là equanimity ha, equanimity tức là bình đẳng tánh trí, tức là wisdom of equanimity, the wisdom of inclusiveness, the wisdom of non-discrimination. Thì khi mà chúng ta có cái trí tuệ này á, có cái trí tuệ xã này á, thì cái việc gì mình làm trên trần đời này nó cũng mang lại cái hạnh phúc và an lạc, nó là như vậy, không thể nào đi khác hơn được. Cho nên chúng ta trở về với bản thân của mình, khi mà chúng ta thấy được cái tính mà xả này thì chúng ta đạt tới cái trạng thái gọi là vô ngã. Vì sao vậy? Vì sao là vô ngã?
Tại vì mình thấy mọi thứ nó có cái tính duyên sinh với nhau, nó có tính đan xen với nhau. Niềm vui của mình là niềm vui của người kia, và niềm vui của người kia cũng là niềm vui của mình. Do vậy cho nên nếu chúng ta nghĩ rằng ta là người cúng dường, à, cái kẻ kia là kẻ nhận cúng dường, thì cơ hồ chúng ta không có thấy được cái tính là gọi là xả này. Tức là chúng ta còn rất là rạch ròi, sống trên vấn đề nhị nguyên. Ngày xưa có một bà Phật tử tới hỏi thầy, bà thầy là con cúng dường cho một ông thầy mà bây giờ ông thầy đó ông lấy tiền ông làm tào lao, bây giờ tính sao? Bà rất là giận dữ, bà rất là tiếc nuối, bà rất là khó chịu. Bà rất là khó chịu. Thì thầy nói chứ. Thầy nói chuyện ông thầy đó tôi có biết đâu. Thì mấy mấy năm về trước nó như vậy, lúc đó nó như vậy, thì thầy nói rằng đó là thực ra cái hiểu biết của thầy ngày xưa cách đây cũng gần 15 năm, thì thầy nói rằng là lúc đó thì thầy học thầy không có biết gì nhiều, thầy chỉ nói là theo cái hiểu biết của thầy của tôi là không có cái luật pháp nào trên trần gian này mà nó công bằng một cái luật nhân quả, thành ra cái việc làm nào tốt thì nó trở về tốt, mà việc làm xấu thì nó trở về xấu. Thì gần đây thầy đọc lại cái hiệu hiệu ứng cánh bướm mà ông Lawrence hả? Ông Edward Norton Lawrence, ông đề nghị, ông khám phá ra năm 1972, ông tuyên bố tại một cái hội nghị cấp cao nghiên cứu khoa học của Mỹ. Tại thì cái đề tài của ông là gì? Tức là một cái động tác nhẹ của con bướm thôi, nó có thể gây ra cái cuộc bạo, một cái cơn lốc của Texas. Thì là sao như vậy? Thì có nghĩa rằng là một cái tâm niệm mình phóng ra nhẹ như vậy đó, nhưng mà nó lên đường và nó luân hồi và nó hòa nhập vào những cái vùng năng lượng tương ứng. Cho nên những cái năng lượng ác ngoài kia nó có sẵn rồi, năng lượng của mình đóng góp vào đủ là nó làm chuyện xảy ra ngay. Do vậy cho nên cái nghiệp thức đó nó quay trở về mình bản thân ngay, chứ không có đường nào chạy khỏi. Cho nên có khi là cái bực bội mà vỗ bàn của mình là nó đã gây ra trận động đất ở Chile, chứ không phải đùa đâu, nó khoa học nó chứng minh. Và cái liếc của mình nhiều khi nó còn sắc nhọn hơn là một cái dao của samurai cắt đứt trái tim của người ta. Vì vậy cho nên cúng dường mà chúng ta không có giống như niệm Phật vậy, mà chúng ta không thấy một cái nền tảng xã này, thì cơ hội như là chúng ta bắt đầu có một cái đặt mình vào trong đó. Mà khi mà chúng ta đặt cái ngã vào trong đó, một cái tôi trong đó, thì nó rất là vụng về. À, vì vậy cho nên cái việc cúng dường nó có thể gây ra cái tác hại cho mình trong cái trường hợp của bà kia. Bà kia bà cúng dường như vậy và bà rất là giận, là bà khám phá ra rằng là tiền của bà nó không có đi vào xây cái ông Phật đứng, Phật nằm, Phật ngồi trong kia, mà tiền của bà nó là đi vô cái ngã nào đó, bà rất là giận. Nhưng mà bà cũng chỉ nghe thôi, bà cũng chỉ nghe thôi. Do vậy cho nên cái hận thù của bà nó rất là hận, nó rất là giận dữ. Thì rõ ràng là cũng là việc cúng dường. Ban đầu là gì? Cung cấp và nuôi dưỡng ha. Cúng dường có nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng. Nhưng mà cung cấp cho ai và nuôi dưỡng cái gì? Rõ ràng là do mình quyết định. Hiệu ứng cánh bướm là sao? Có nghĩa là mình biết được cái nguồn năng lượng nào nó tương ứng với mình, một cái sensibility nào nó gần với mình. Ví dụ bây giờ mình cúng dường cho một cái người gọi là đi cá độ, rồi mình coi cái đội football nào đó ngon ngon lành đó, mình cá độ theo, thì rõ ràng đó là cái hiệu ứng mình, là nó chết thì mình cũng chết theo, nó thua là mình nhảy lầu, vô duyên như vậy. Nhưng mà cứ là như vậy, trong khi cái cuộc đấu của nó giữa cái đội Buffalo với cái đội gì đó không cần biết, trên cái thế giới Mỹ này,
tụi nó chơi với nhau như vậy đó là không có liên quan gì, mình đứng ở ngoài mình cá độ, nó thắng nó thua thì mình tự tử. Thì rõ ràng là mình đang cung cấp, tức là mình bỏ tiền vào những cái quỹ đó, tức là mình đang cung cấp rồi. Như vậy thì có rõ ràng cái hành động đó là không có mang cái tính gọi là chánh mạng và chánh nghiệp. Cho nên những cái hành động nhỏ nhỏ như vậy trong đời mình phải suy nghĩ. Cho nên một cái nhóm người nào mà mình cung cấp, mình cung dưỡng và mình biết rằng á, là mình nuôi dưỡng, mà nuôi dưỡng cái gì nó rất là quan trọng, là mình không biết cái nhóm đó họ nuôi dưỡng cái gì thì coi như là mình thua, mình thất bại. Cho nên cái việc cúng dường nó đưa ra ít nhất là bốn cái lợi ích mà thầy sẽ nói sau. Hiện tại bây giờ thầy đang nói về cái hình thái cúng dường. Cái hình thái thứ nhất đó là tiền tài á. Tiền tài vật chất nhiên là chúng ta biết rằng á, cái xã hội á, cái xã hội con người á, cái loài người con người á, nó đặt ra cái nền tảng là họ lấy cái thước đo giá trị tiền tài vật chất là một cái tiêu chuẩn, tức là trần gian này á, có phải không? Ở về ở về cái mức độ cá nhân, anh càng có thành đạt hay không là rõ ràng, có nhà to, xe hơi, nhà băng, có tiền. Chứ còn hả, nhìn cái mặt rách rưới lội thôi lôi thôi lượng thượng như thế thì đâu có thể nào nói rằng anh chàng đó là ngon lành, có phải không? Đó, cho nên là vấn đề xã hội cũng vậy, cá nhân cũng vậy, rồi vấn đề rồi ở cái mức độ xã hội cũng vậy. Bây giờ người ta đánh giá cái xã hội có phát triển hay không là dựa vào đâu? Dựa vào đây là tiền tài á, thầy biết tiền tài đó. Họ dựa vào vấn đề tiền tài, có phải không? Đánh giá nước Mỹ mà có tốt hay không, kinh tế nó có ngon lành hay không là dựa vào đây. Vậy cho vậy cho nên đây là cái tiêu chuẩn mà quan trọng nhất trong xã hội. Do vậy do vì cái đó là cái thói quen chung, cho nên chúng ta nghĩ rằng phước đức nó phải quy ra tiền, nó phải quy ra bằng những cái con số này. Do vậy cho nên ở cái mức độ cạn nhất thì chúng ta có cái thói quen, chúng ta có cái thói quen là cúng nhiều tiền là mình sẽ có nhiều phước, do vì họ tính toán theo cái kiểu này mình quen rồi. Người giàu nên thì mức đánh giá ngon lành, cho nên mình cúng tiền nhiều cũng có đánh giá ngon lành. Rồi văn minh nhân loại cũng vậy, cái nền văn minh này văn minh hết, tức là civilization, văn minh, cái nền văn minh của con người nó cũng dựa lên vào đây, có phải không? Ngày xưa mình xài lấy cái tiền lá mít, lấy lá mít làm tiền, ai có chơi mấy trò đó không, chứ ngày xưa thầy có chơi à, lấy cái lá mít làm tiền. Rồi cái đó là cái văn minh cái thuở xưa, ngày xưa chúng ta lấy ông bà tổ tiên của mình là những cái vỏ sò vỏ ốc, rồi từ từ đó là những cái phương tiện trao đổi tiền bạc qua lại, rồi vàng rồi bạc rồi sau này vân vân, rồi bây giờ là tiền giấy, rồi bây giờ là mobile banking, rồi tất cả đều là cái giá trị ảo mà nó làm, nó theo cái sự tiến bộ của con người. Đây là cái thói quen cực kỳ là lâu đời. Do vậy cho nên chúng ta định nghĩa cái cúng dường này nó có phước là đặt vào đây là chính. Mà điều đó nó có sai không? Thực ra nó cũng không có sai lắm. Ở cái phương diện gọi là hữu lậu, tức là những cái niềm vui nó, những cái phước đức gọi là cái phước đức chưa trọn vẹn. Hữu lậu ha, hữu lậu có nghĩa là chưa trọn vẹn. Nó chưa trọn vẹn có nghĩa là nó còn méo bên đây, nó còn méo bên kia, nó còn xì còn lủng. Gọi là hữu lậu. Hữu lậu là sao? Ví dụ như là bây giờ cúng dường cho thầy 1.000 đô la mà thầy không nói thèm cảm ơn gì, rõ ràng nói thầy này chơi không vô. Uống cái nước là chứ hôm bữa có cảm ơn hạt nắng đó nha, đứng liệt kê thầy vào cái nhóm B. Do vậy cho nên chúng ta có một cái thói quen tính cái mình tính là mình cúng dường để mình có cái phước đức, là do mình có cái thói quen này. Cái đây là cái văn minh loài người nó tính, nó dựa vào cái vấn đề này. Do vậy cho nên chúng ta
chúng ta không có cái chất gọi là cái chất vô ngã trong đó, mà chúng ta còn tính là tôi cúng dường để tôi có phước đức, hay là chúng tôi có một cái đầu tư về tương lai, rằng là tích lũy một chút đỉnh rồi mai mốt có chết thì có ông Phật là ông thọ tài xuống kéo lên, ví dụ vậy. Ở bên này có một bà Phật tử, bà cũng lớn tuổi rồi, dĩ nhiên thầy không biết là cuộc đời của bà học cái kiểu gì, chắc cũng loại cái loại xếp vào cái loại A loại B là đó, thầy không biết. Nhưng mà ở bên này cổ có một cái thói quen rất là kỳ lạ, là mỗi lần mà cúng dường chùa mà cái quỷ là bà ngồi kế bên cái bà kia, bà coi bà kia cúng nhiều, bà kia bà cúng ông thầy ông nói bây giờ cần 500 đô cho cái việc này, ai có phát tâm thì người kia nó con phát tâm 400 thì bà phát tâm 500, hẹn bà hẹn bữa nào mà cái bà kia phát tâm 600 thì bà 700, lúc nào cũng phải muốn hơn người ta vậy đó. Nhưng mà la cho to, nó cứ khoe mẽ như vậy, và bà chỉ muốn cho ông trụ trì công nhận rằng là bà ngon lành. Hôm trước khi mà thầy mở cái Phật học đường này, bà có một vị Phật tử cũng đến cúng dường, ví dụ trong tất cả các mọi người họ cúng dường họ để trong cái bao thư đàng hoàng, ví dụ như vậy, cũng lịch sử tối thiểu. Thì bà thì không, bà đưa một sắp tiền á, bà đắp không những bà nắm, bà xe đấy nè cái quạt vậy đó, mà thầy dĩ vô cùng, thầy ngã vô cùng, thầy nói trời ơi, mà bữa đó khách quan khách rất là đông, thầy ngồi thầy tiếp họ, mà thầy nói trời ơi là cái thầy hờn luôn, thầy nói chứ con cứ đem lên bỏ cái chuông đi rồi Phật hãy chứng minh cho con, mà thầy cũng cần biết là bao nhiêu luôn, nên nó quê quá đi. Thầy trò thất bại, trong cái trường hợp đó thầy nghĩ là thầy cũng thất bại, trò cũng thất bại, có nghĩa là thầy trò không biết làm ăn thì sao, cuối cùng có những cái hành xử nó thô như vậy. Thì nhưng mà lại có những cái thành phần như vậy trong cái đạo Phật của mình, họ rất là mong muốn có một cái sự công nhận, thì đó là tình thương, không phải là mình phân biệt kỳ thị họ, nhưng mà thật ra đó là những cái kiểu như vậy. Mà nếu mà chúng ta không có dạy, mà khi mà quý thầy dạy thì sao, bỏ đi lấy gì cúng dường cho chùa trả tiền điện tiền nước đây. Cho nên cứ ráng mà phải vỗ về. Và chính vì đó là cái hư, cái mầm bệnh của Phật giáo. Cho nên quý thầy ở cái xứ này làm đạo có nhiều khi không có nói bằng cái tiếng nói, trừ trong lương tâm của mình, đâu có dám nói rằng là niệm thân là cái con đường đạt tới chánh đạo. Không, con niệm Phật, con thế này cái được phước lắm con ơi, con cúng đi, Phật đứng Phật nằm ngoài kia lạnh lẽo, con phải có cái nhà, cái chòi gì đó đủ trò hết, đủ chuyện làm phước đi con, thế này thế kia, con bỏ ra nhiều phước đó, thì con được, con bỏ ra nhiều tiền thì con được nhiều phước, có nghĩa là theo cái cách nhân gian người ta tính như thế. Thì cái tình thương đó nhiều khi nó có là gì, tại vì con người kia họ phát tâm rất là vui, tại họ tin như vậy, thì cái niềm tin đó thì nó gọi là hữu lậu, tức là nó chưa có trọn vẹn, chứ không phải là không có giá trị nghe, nó có giá trị nhân gian nhưng mà nó chưa phải là loại cao cấp. Thầy nói không có nghĩa là thầy bài bán đâu nghe, đừng có nói vậy, tội nghĩa thầy. thành thử cho nên đó là cái bình thường của nhân gian này, người ta tính toán mình và đo lường, do vì cái sự tính toán đo lường cho nên là cái niềm vui nó không trọn vẹn. Chỉ cần mà người không có sự công nhận thì lòng mình không có vui. Đó là cái mà cái phiền não nó có xảy ra. Đó. Do vậy cho nên mình cúng dường á, cái vấn đề cúng dường á, nó phải có cái chất này. Cái chất liệu này gọi là, danh từ chuyên môn là xả hả? Danh từ chuyên môn là xả. Chứ không phải là nước xả comfort rồi nha. Và thứ hai á, những thứ mình có thể cúng dường đó là, thứ hai là cái năng lực. Thực ra trong cái việc cúng dường tài liệu vật chất này, thầy muốn nói thêm rằng là ví như chúng ta biết rằng là chúng ta phải chọn những cái đoàn thể tu học hoặc là những cái đoàn thể họ có cái tâm hướng thiện,
để chúng ta có thể trở thành một phần với họ, coi như là mình chia sẻ cái năng lượng chung của họ, năng lượng lành của họ. Thầy muốn mở rộng thêm rằng thực ra ngay cả ở nước Mỹ, chúng ta ở một cái điều kiện, một cái đất nước văn minh. Do vậy cho nên những cái tuy là xã hội nó cũng còn có những cái không có hoàn hảo. Tuy nhiên là những cái vấn đề từ thiện á, cái vấn đề phát khởi lòng thiện mà cứu người cứu đời thật ra ở Mỹ nhiều lắm ạ. Cái phần trăm mà tiền bạc mà nước Mỹ mà chi ra cho vấn đề từ thiện của thế giới là nhiều lắm, chứ không ít đâu. Tuy là Mỹ nó cũng có những cái rất là trục trặc. Và chúng ta thấy là quý vị Phật tử của mình ở Việt Nam này, ở đây nè, đừng nói chi xa, những cái công trình chùa chiền lớn ở Việt Nam ở bên đó, và những công trình từ thiện này kia các họ, người Phật tử Việt Nam mình ở bên nước ngoài hỗ trợ rất là lớn, rất là mạnh tay. Nhưng thật ra bên đây đâu phải là làm ra tiền dễ dàng đâu. Tất cả quý thầy quý cô làm chùa qua đây gây quỹ cũng nhiều à. Do vậy cho nên thầy muốn nói một câu rằng là gì, chúng ta cũng có cái may mắn sống ở cái xã hội Mỹ dựa trên cái cơ sở này. Tuy nhiên cái điều trần gian mà nói thì những cái điều này là cái điều cơ bản nhất để duy trì Phật pháp à, chứ không phải là chuyện đơn giản. Cho nên chúng ta chưa nói trong cái giải thoát, thì cái chuyện đóng góp này đó, bằng cái tình thương của mình, bằng cái tâm lòng từ bi và những cái năng lượng xả của mình á, để nó duy trì một cái cơ sở cơ bản ha, thầy nói là cơ bản ha, thì nó cũng là cái điều phước đức để mình có cái niềm vui à. Thành thử cho nên chúng ta chọn cái nơi nào chúng ta nuôi dưỡng, và chúng ta hiểu rằng trong cái một tăng đoàn nơi mà mình cúng dường á, là nuôi dưỡng là phải biết là nuôi dưỡng cái gì. Nuôi dưỡng này không phải là nuôi dưỡng một cái cổ phiếu hay là một cái ngân quỹ. Nên nhớ nha, đừng nghĩ rằng là chùa mình là có một cái gọi là tự nhiên cười làm mắc cười luôn. Chúng ta hiểu rằng cái chuyện cung dưỡng này là nuôi dưỡng chánh pháp nha. Cái vấn đề nuôi dưỡng chánh pháp là nằm ở đây, cúng dường để nuôi dưỡng chánh pháp, cung cấp những cái phương tiện này để nuôi dưỡng chánh pháp à. Mình phải nhầm hiểu là như vậy cái chuyện cúng dường á. Chứ còn nếu mà chúng ta cúng dường mà nó không có nuôi dưỡng được cái chất liệu chánh pháp á, thì cái việc này chẳng qua là cái câu lạc bộ thôi, tức là một cái clubhouse, một cái hội đoàn thôi. Thì Phật giáo của mình nó chỉ mang cái tính hội đoàn thôi. Cho nên cúng dường ở cái cấp bậc này á, tiền tài vật chất này á, thì nó nuôi dưỡng, và chúng ta ngầm hiểu rằng đó là cái nôi để nó nuôi cái chất liệu chánh pháp đây. Quý vị phải hiểu như vậy. Cho nên khi mà chúng ta phát khởi tâm niệm cúng dường á, là chúng ta đã chúng ta dĩ nhiên là chúng ta có cái thông minh, chúng ta ở cái phương diện thế gian mà, đây là phương diện thế gian, thành ra chúng ta đủ thông minh biết rằng trung tâm này nó có tu học không, những người trong này họ có thật sự là họ có tu học hay không, họ có những cái chương trình mà mình có thể hợp tác hay không, nó có hợp với cái con đường Đức Thế Tôn hay không, con đường của chánh pháp hay không. Và nếu mà chúng ta có một cái hiểu biết cơ bản thì chúng ta chọn cho nó đúng, chứ còn không là chúng ta cứ chúng ta đi vào những cái tổ chức mà nó nhân danh Đức Thế Tôn, nhân danh Phật pháp mà làm những cái việc nó rất là kỳ khôi, thì coi như là mình vô tình đóng góp vào cái vùng năng lượng tối thui đó. Thành ra chúng ta phải hiểu cái chuyện cúng dường ở đây, cái chuyện cúng dường này là vấn đề nuôi dưỡng cái chánh pháp của mình, và chánh pháp Đức Thế Tôn đầy từ bi như thế nào thì chúng ta đủ sức hiểu rồi. Thành ra cho nên thầy muốn nói thêm cái vấn đề này. Do vậy cho nên cúng dường tăng là cúng dường một cái tăng thân, một cái tập thể tu học, mà cái tập thể tu học nó có giá trị như thế nào thì hôm trước thầy cũng đã thưa quý vị có 10 cái điều như cái lợi ích mà một tăng thân tập thể đó để nó có thể hỗ trợ mình, và bản thân mình cũng được hỗ trợ. Chứ còn một cái tăng thân tập thể mà nó không có những cái điều đó thì quý vị phải thí dụ như chúng ta còn yêu mến thì chúng ta phải đóng góp vào cái vấn đề tu tập, mà nếu mà chúng ta không góp ý được, không có tổ chức lại được cái
cái nơi tu tập của mình ấy, thì quý vị phải cẩn thận. Cái điều thứ hai mà thầy muốn nói đó là những cái cúng dường này có khi nó đẩy tới vấn đề năng lực. Ví dụ như năng lực là gì? Chắc là cái khả năng, năng lực trí tuệ ha. Năng lực trí tuệ tức là cái khả năng hiểu biết. Hôm trước thầy gặp một anh chàng giáo sư, ảnh tới anh thăm thầy. Thầy ngồi nói chuyện một hồi rồi dẫn nhau đi ra biển, đi thiền hành ra biển. Thì anh chàng là dạy về business, dạy về thương mại làm ăn. Thì thầy quay thầy hỏi anh chứ anh là cái người dạy cho người ta làm giàu có phải không? Cái anh đứng hình anh đỡ người, anh nhìn thầy, anh nói chứ anh cũng nói vậy anh đơ ra. Thầy nói chứ Đức Thế Tôn là cái người mà ngài nói rằng là tôi là người dạy các anh làm Phật, cho nên Đức Thế Tôn nói là tôi là thầy dạy đạo, còn anh thì anh là cái người là giáo sư dạy trong gọi là business school, là như cái người mà dạy làm ăn. Thì thầy mới hỏi là anh có phải là dạy người ta làm giàu không? Thì anh cười, anh không có nói, nhưng mà tại vì câu chuyện trước đó xảy ra là anh nói anh càm ràm về cái ông viện trưởng trong cái phân khoa, cái trường của ảnh, là không có nâng lương cho ảnh, trong khi ảnh đóng góp rất nhiều năng lực vào cái trường của ảnh, nhưng mà ảnh không có nâng lương cho ảnh. Thành ra thầy nói chứ trên trần gian này cũng có ít người mà dạy người khác làm giàu lắm, cho nên bản thân anh là cái người dạy cho người ta làm giàu. Thì đối với những cái người mà có tu tập thật sự, thầy nói với ảnh, nếu mà con mình có tu tập thật sự á, họ dạy người ta làm giàu nhưng mà trong lòng không có cần giàu đâu. Tại vì họ giàu này không phải dạng căn cứ vào vật chất. Dĩ nhiên cái con người, một ông giáo sư kia, ông dạy người ta làm giàu trên cơ sở làm ra tiền. Thì thầy mới nói rằng là Đức Phật có cái phương án làm giàu, nhiều phương án làm giàu lắm. Cho nên là cái trái tim anh nó có giàu hay không là một, nụ cười của anh nó có giàu hay không là hai. Chứ còn cái mặt anh nhăn nhăn như thế là ông phân viện trưởng không ghét mà phải rồi. Thầy nói thẳng như vậy, bữa nay anh giận luôn, khỏi tới luôn. Nhưng mà có thể là đá động ảnh một chút xíu. Anh rất là bực bội, thầy anh rất là bực. Cho nên thầy nói nhẹ nhẹ như vậy. Và chúng ta hiểu rằng trong cái lịch sử Việt Nam của mình ấy, có một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Đó là Vạn Hạnh, thiền sư Vạn Hạnh. Tức là một ông thầy tu, nhưng mà ông đem hết cái công đức, cái năng lực trí tuệ của ông đóng góp vào con đường chính trị. Và chúng ta biết là hậu Lê, tức là cuối đời Lê, tình hình chính trị nó tùm lum, không phải hậu Lê, tiền Lê chứ, thì nó lộn, tiền Lê tức là Lê Hoàng. Thì chính ông thiền sư Vạn Hạnh là cái người thiết kế lại thành Thăng Long của Việt Nam, và đưa kinh đô về dời kinh đô về Thăng Long, và gây đến sự nghiệp đại lý rất là nổi tiếng mà nó kéo rất là nhiều vài thế kỷ. Và dĩ nhiên là cái công trình của ông đi rất là thênh thang, ông đóng góp xong là ông đi, chứ ông không có dính gì ở chỗ đó. Đó là như vậy. Thành thử cho nên những cái công trình mà đóng góp trí tuệ này, thực ra có khi chúng ta nói vài câu, có thể mình nói ở mức độ trần đời thôi, mình nói vài câu, mình khuyên nhủ nhau thì cũng giúp được người ta thoát ra khỏi những cái khổ đau rồi. Nhưng mà cũng có khi mình nói những vài câu là người ta cũng có thể tự tử được. Cho nên vấn đề trí tuệ, năng lực trí tuệ này nó ở cái mức độ nhân gian mà nói thì nó là cái chất lượng ngon lành hơn cái này ạ. Nó cao hơn, có nghĩa là người ta chuộng về kiến thức hơn. Trí tuệ này nó thuộc cái phạm trù kiến thức, là intelligence. Thành thử cho nên cái cúng dường này nó cũng được. Ví dụ như trong cái trường hợp chùa mình đang lu sư bu, cái cô luật sư kia, cô tới cô giúp, có nghĩa cô đem cái năng lực trí tuệ này cô cúng dường, cô hiểu biết về trần gian này, thì cái việc cúng dường của cổ nó cũng cao cấp ạ, chứ nó không phải chuyện vừa. Vì vậy cho nên chúng ta hiểu rằng cúng dường nó có nhiều cách. Nó ôi sao cổ luật sư có nhiều tiền mà sao lâu quá không thấy cúng dường cái mặt vậy mà không thấy cúng dường vậy. Thì chúng ta cứ nghĩ cúng dường là phải nói tới vấn đề tiền,
Nhưng mà người ta đã có nhận ra rằng là họ đem cái năng lực chính trị, trí tuệ của họ, những cái cách, những mối quan hệ của họ trong cuộc đời này, họ làm cho cái chùa mình có giấy phép chẳng hạn, một cái đóng góp để cho cái tiến trình xây chùa nhanh hơn, ví dụ như vậy. Cho nên cái việc mà đóng góp năng lực trí tuệ này nó vi tế hơn và ít khi thấy lắm, người ta không thấy được, chính vì người ta không thấy được cho người ta ít khi công nhận lắm. Ví dụ như trong ban quản trị, ai cũng có tâm huyết chẳng hạn, họ cũng đem những cái kiến thức trần đời của họ, những kiến thức trí tuệ hiểu biết của họ để họ làm đầu này làm đầu này làm đầu kia làm đầu kia làm đầu nọ. Có những người thì thích nói, có những người không thích nói, có những người thì âm thầm làm, nhưng mà rồi tất cả những cái đó đều là những cái loại hình gọi là cúng dường mà chúng ta không có thấy. Do vậy cho nên để cái cúng dường Tam Bảo và cái Tam Bảo mình nó thành tựu á, nó không phải là chỉ có nhiêu đây thôi. Ví dụ như đừng nói chỉ xa ở cái phương diện làm việc xã hội á. Ví dụ như sư ông ở làng Mai ấy, thì chúng ta biết rằng nếu không có sư cô Chân Không là người rất là giỏi về các vấn đề ngoại giao, tổ chức những cái khóa tu, quý thầy trong ban lãnh đạo họ dùng rất là nhiều trí tuệ để họ thương thuyết với nhau, để họ làm ra những cái cuộc những cái tổ thuê được những cái chỗ mà có thể chứa tới có khi mười mấy ngàn người để sư ông nói chuyện. Thì nhờ cái vấn đề mà trí tuệ này nè, cái cúng dường này nè, cho nên cái tiếng nói Phật pháp đã được lan rộng ra người Tây phương. Thành ra cho nên chúng ta biết được những công đức, những cái công đức mà nó nằm trong này nè mà mình không có thấy. Tại vì sao? Mình quen cái kiểu tính đây nè, cái kiểu mỗi lần cúng là phải xòe ra như thế này nè, thầy có thấy thầy con cúng ngàn thầy không, thầy phải biết đây là 1.000 đô chứ không phải là 1.000 Việt Nam, dằn mặt thầy như vậy đó, rất là tội nghiệp. Tại vì cái hiểu của họ nó là như này, cho nên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là cái anh chàng kia ảnh có tiền nhiều hơn rồi ảnh cúng ít quá. Tại vì thường mấy cái con người này là nghèo sơ sát, ví dụ như anh già học thầy giáo học như thầy thôi chứ làm chỉ có tiền, ví dụ như vậy không có nhiều. Cho nên anh nghĩ rằng họ cái việc cúng dường cứ keo kiệt quá, ít quá, tại vì lấy con số ra sao đo. Do vậy cho nên dựa trên cơ bản đó thì nó không có cái vấn đề gọi là economy, thì cái phước đức nó không có đi về đâu hết. Và chúng ta phải hiểu rằng á, chúng ta có niềm tin hay không, khi thầy đặt ra cái vấn đề, Đức Phật nói rằng là cái việc anh cúng dường nó không đi về đâu cả. Có nghĩa là chúng ta cứ nghĩ là cúng dường là thời điểm A là thời điểm B nó phải có kết quả chẳng hạn, nhưng mà Đức Phật nói nó không có đi về đâu cả, tại vì nó là vô ngã mà, không có một cái người cúng dường, nó chỉ có một cái vùng năng lượng yêu thương nuôi dưỡng đi vào đi ra thôi. Cho nên trong cái thời điểm mình cúng dường có nghĩa là mình đem cái hành động của mình biến thành cái hành động của mình để mình đưa vào gọi là mình contribute, mình đóng góp vào cái vùng năng lượng yêu thương đó. Thì cái vùng năng lượng đó là cái vùng năng lượng chung ai cũng xài được. Chúng ta tưởng tượng một có một cái dòng sông, đó là cái dòng sông, đó là cái dòng mà từ bi, cái dòng thương yêu, cái dùng cái dòng mà mở generosity là tiếng Việt là cái gì? Generosity hào sảng tức nghĩa là có trên đời này nó có những con người rất là hào sảng, nó có rất người hào sảng. Thành ra chúng ta đóng góp cúng dường có nghĩa là chúng ta chỉ đóng góp vào cái vùng năng lượng hào sảng đó. Và chúng ta biết rằng trên trần đời này có những người họ rất cần những cái resource, họ rất cần những cái nguồn mà hỗ trợ họ. Thì chính vì những con người hào sảng mình đã đóng góp vào họ thì nó tích cực, cho nên những người có đủ điều kiện thì tự nhiên họ phát tâm. Thì cho nên cái việc cúng dường đó nó trở thành phước đức, đó nó trở thành vô lượng là như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn nói rằng là anh không cần biết rằng là anh cúng dường rồi một ngày nào đó anh sẽ nhận lại hay là thế này thế kia, nhưng mà anh là ai? Là anh là nằm trong cái trạng thái một cái vùng năng lượng thì chúng ta đã có cái hạnh phúc ngay trong lúc mà chúng ta phát tâm. Thì đó là kiểu mà Đức Thế Tôn nói. Còn 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 mình nói là cúng mà
không có cái bằng ghi nhận công đức gì, không có cái receipt gì hết, không biết tiền nó đi đâu, rồi bắt đầu nghi ngờ, rồi nói cái nghi ngờ không là đủ 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 giận chùa đủ rồi, chứ đừng có nói gì không biết có phước hay không mà thấy bắt đầu nổ quạo rồi. Giống như nghe pháp không biết là có tu được hay không mà thấy ngủ lên ngủ xuống thấy thật mệt rồi đấy. Mệt chưa, hết chưa, hết chưa. Thầy mới có nói tới hai, thầy nói cái vấn đề thứ ba nó cũng rất là quan trọng rồi. Vấn đề thứ ba là vấn đề tình cảm, emotion. Vấn đề thứ ba là tình cảm á, tình thương á. Thực ra về vấn đề phương diện tình cảm nó cũng một loại cúng dường à. Có khi chúng ta không có tiền nhưng mà chúng ta có cái trái tim cảm thông. Mình thật sự mình có cái thời gian để mình cho nhau, mình thật sự là mình có cái trái tim lắng nghe nhau, rồi mình thật sự là mình nói bằng những cái lời khích lệ người ta, mình cảm thông người ta, thì cũng đó cũng là một phần của bát chánh đạo, tức là những con đường chánh đạo mà ra. Chứ nếu chúng ta có một cái mặc cảm, ví dụ như chúng ta có một người khổ họ đang cần có sự giúp đỡ, nhưng mà rồi mình không có đã mình không có giúp được gì hết, nhưng mà cái mình cái cảm thông giữa con người mình không có, cho nên cái cúng dường cái phương diện tình thương tình cảm này, chúng ta nghĩ rằng thầy nghĩ rằng là trong trái tim của mỗi con người Phật tử chứa chan, thầy nghĩ như vậy, thầy tin như vậy, tại vì chúng ta đều là con của Đức Thế Tôn, người thầy dạy về tình thương mà. Thành ra trong người mỗi người chúng ta đều có cái năng lực tình thương rất là mãnh liệt. Nếu mà không có tình thương thì đâu có ráng mà ngồi nghe thầy như vậy không? Thấy không tội nghiệp chứ không ngồi ơi lão không nói khô cổ. Tội nghiệp đó. Thành thử cho nên về cái phương diện tình cảm, chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái con người mà họ có cái trái tim thương yêu lớn ấy, dĩ nhiên cái tình cảm tình thương này á là nó không có chỉ nó không tình cảm thì nó cũng không đúng lắm đâu, cái tình thương nó đúng hơn, tình cảm không đúng lắm đâu, tại vì nó thuộc loại emotion thì nó cũng tạm thời thôi, nhưng mà cái sâu sắc nhất đó là cái tình thương. Tình cảm nó cũng là một loại emotion thì cũng được, nhưng mà nó chưa có trọn vẹn. Mà cái tình thương thì dĩ nhiên chúng ta biết rằng nó đặt lên cái nền tảng của từ bi hỷ xả, thì đó là một cái loại chất liệu cao cấp ạ. Làm ra cái chất liệu từ bi để mình cúng dường cho người ta cũng cao cấp ạ. Hôm trước thầy đi Ấn Độ, thầy gặp một cái bé kia nó nghèo, mà thầy không còn một xu nào hết, không còn một cái ruby nào trong túi. Thì nó tới nó xin, và dĩ nhiên là hàng trăm đứa khác nhau, thì tự nhiên cái thầy không biết phải làm gì, lúc đó thầy rất là lúng túng. Cái tự nhiên cái thầy nhìn vô con mắt của nó, mấy em bé Ấn Độ có những đứa con mắt rất là đẹp, đẹp hút hồn, nó rất là to mà nó đen thùi, lông mi thì dài khỏi cần phải nói. Dĩ nhiên là cát bụi của nó là nó làm cho lông mi nó cong lên đẹp lắm. Thầy nhìn vô ánh mắt của nó và tự nhiên thầy nắm, thầy đưa cái bàn tay ra thì nó không có dám nó thuộc lại, tại vì nó thuộc cái giai cấp cùng đinh mà. Nếu mà thầy là ông đạo, thầy là thuộc cái giai cấp bà la môn. Mình đụng vô nó là nó sẽ cảm thấy mặc cảm, là nó tội lỗi, nó bị ô nhiễm, nó vẫn còn có cái niềm tin đó. Do vậy cho nên là khi mà thầy đưa tay, thầy muốn nắm tay đó thì nó thụt lại, nhưng mà thầy bước đi thì nó xìa tay ra, nó đưa nó xin cái thầy quắt nó lại, thì nó lại sát cái thầy chụp được đó,
Thầy nắm hai cái tay của nó. Mà thầy nắm hai tay của nó rồi thầy nhìn xuống mắt của nó thôi. Thầy nhìn nó một hồi lâu rồi rồi cái thầy thả nó ra. Cái nó thì ban đầu thì nó có hiểu cái gì. Ban đầu thì nó cũng nhìn thầy trừng 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 vậy đó. Nhưng mà một rồi hồi lâu rồi thầy chỉ nín thinh là thầy không có làm gì hết. Chỉ nhìn nó vậy thôi. Mà trong cái nhìn thì thầy bắt đầu thầy tác ý. Thầy đem cái sự thương yêu có còn bao nhiêu thương yêu trong cái trái tim của mình tự nhiên mình tặng cho nó. Nó đây là những cái thầy có thể có bây giờ ngay bây giờ. Thầy biết rằng con cần tiền để con có thể mua cái bánh chapati, cái bánh mì nướng. Nhưng mà con không có. Thầy không còn nữa. Tiếc là thầy đã cho hết. Thế nên thầy cầm hai bàn tay của nó tự nhiên cái lòng nó, cái lòng của mình nó mềm ra. Và một lúc sau thì nó cũng nó đứng im như vậy, nó đâu có đường nào chạy. Nó đứng yên như vậy. Thành ra cái nó có cảm được hay không thầy không biết. Nhưng mà trong cái giây phút đó thì thầy chỉ đem tất cả những cái gì thầy hiến tặng trong cái tâm của mình truyền vào cái tâm tinh thần của nó là như vậy. Thì những cái nỗi cảm thông của đó nó tự nhiên trong lòng của mình nó dâng tràn. Cho nên cái tình thương nó, cái sự cho tặng nó không phải là chỉ dựa trên cảm xúc tình cảm bình thường, mà nó đặt từ cái nền tảng của cái sự công nhận. Tại nó không phải là cái đám dân cùng đinh mà nó không có cái tình thương trong trái tim của nó. Nó không phải là cái đám mà không có cái trí tuệ. Cho nên mình thấy cái lúc mà thầy thấy như vậy thì thầy cảm thông nó. Thầy có một cái giao cảm vậy đó. Rồi thả ra nó mỉm, nó cười rồi nó đi. Rồi mấy cái đứa kia thì nó nhìn vô nó trêu ghẹo. Là như vậy. Cái kinh nghiệm này như vậy. Rồi cũng như vậy, bữa trước có em bé mà thầy đã chia sẻ rồi đó. Nó đảnh lễ thầy bằng cách là nó quỳ xuống, nó chạm cái bàn tay của nó dưới bàn chân của thầy, rồi nó đem lên đầu của nó. Nó rất là cung kính. Mà thầy tưởng nó trong phim. Nhưng mà không phải. Đời thường nó như vậy. Thầy rất là ngạc nhiên. Và thầy mới chụp nó lại. Thầy cảm động vô cùng. Một em bé gái, thầy nghĩ chắc 10 tuổi hơn. Nó hành xử như vậy. Và nó chỉ là cái đám dân cùng đinh. Nó chỉ được phép đảnh lễ những người giàu hơn, cao hơn nó bằng là ở dưới chân thôi. Cho nên cái tình thương tự nhiên nó vỡ òa, mình chịu không nổi. Thầy chỉ ôm nó lại và thì thầy có cái hình thầy chụp, thầy hãy để cái avatar của thầy. Cái đầu của thầy chạm vào cái đầu của nó và trong lòng của thầy nói rằng con cũng có cái khả năng giống như thầy. Chỉ riêng thầy nói bằng tiếng Việt Nam, thầy nói bằng tiếng Anh thì đâu có hiểu. Cho nên trong cái lúc đó tự nhiên thì mình phóng cái nguồn năng lượng của mình ra. Đây là cái mà thầy cho con có thể phát triển nó một ngày nào đó. Mình cũng có biết trong một cái thời gian nào đó có thể nó cái duyên nó đầy đủ, nó thành tựu thì nó được thừa hưởng cái bình an nào đó, mình không biết. Giống như câu chuyện kể cho nó hết giờ. Đó là cái câu chuyện có một ông thầy kia, ông tới cái nhà, ông tới cái làng đó, ông xin ở lại và nhập thất. Thì dĩ nhiên trong làng đó rất là thương thầy, thầy tu rất là giỏi, năng lượng bình an nó tỏa ra cả làng. Thế thì ông nói rằng là tới một ngày nào đó, ông nói có một sau một thời gian, ông nói chứ bây giờ là tới giờ tôi phải ra đi rồi. Thôi tôi chia tay ở đây. Thì chia tay thì cái bà nhà giàu kia, bà nói bà quý quá mà, bà mới may cho bà ông một cái y rất là đẹp, cái y vàng rất là đẹp, vải rất là quý. Quý vị nghe câu chuyện này chưa? Và bà mới cho thêm một vài cái nén vàng, 4 cái nén vàng vàng mà đúc thành khối thẻ thẻ rồi cho cúng dường. Thì khi mà đem tới cúng dường thì ông thầy đó nói tôi đâu có cần. Tôi thầy chùa, tôi đâu có cần, tôi cái áo này cũng còn rất là tốt, nên không cần phải cúng dường. Tiền bạc tôi cũng cần nhiều, đi tới đâu tôi đi xin thức ăn tới đó. Do vậy ông từ chối. Thì bà đó mới nói, nhưng mà thầy à, áo thầy nó cũng cũ rồi, thì thầy cứ nhận đi rồi biết đâu năm tới nó hư làm sao, nó rách hết thì thầy có thầy thay.
là thứ nhất. Thứ hai thì tiền bạc thì tuy là bây giờ thầy chưa cần, nhưng mà mai mốt rồi biết đâu trên đường thầy thầy có cái vấn đề cần tới thì thầy xài làm sao, thì ông thì ông thầy đó nghe cũng được, cũng có lý, cái ông khởi cái tâm lên, ok thôi đưa đây. Thì ông cũng chưa có lấy, ông chung cũng chưa có đi liền, ông để đó, ông mới để đó thôi. Thì bả mới từ giả và đi về, thì ông bắt đầu ông vô ông ngồi thiền, buổi có ông ngồi thiền, ông ngồi ông thở vào thở ra gì đó không biết, cái tự nhiên trong cái giấc trong cái lúc ngồi thiền, ông thấy một cái thiện tài đồng tử xuất hiện rất là đẹp, đi trên cái mang tới một cái đóa hoa sen rất là to, và cái người đó đem, nắm theo một cái khánh bạc, cái chuông nhỏ nhỏ, thỉnh bon bon bạch thầy là thầy đã mãn ở nhân gian rồi, mời thỉnh thầy về, thỉnh thầy về cái cõi cực lạc của chúng con. Thế thì cái cõi của chúng con đẹp, thì thỉnh ba lần, thì ông nói ta đâu có nhu cầu là phải rời khỏi bỏ cái xã hội này, ta đi đâu đâu, ta còn hành đạo mà, tại sao là tới như vậy. Ba lần như vậy ông đều từ chối, thì ông xả thiền ra, thì ông đi ngủ, nó rất là lạ. Thì sáng ngày hôm sau á, thì cái bà mà cúng dường kia vừa mới tới, bà mới nói gia đình con á, tối hôm qua có một con ngựa nó vừa đẻ một đứa con ngựa con, mà mới đẻ ra nó chết queo, cho nên mấy đứa con của con nó thấy làm lạ, thành ra nó mới mổ bụng cái con ngựa con ra để coi thử nó có cái gì trong đó, nó học nó coi thử có cái gì trong đó. Thì khi mổ bụng ra thì thấy cái khánh mà con thấy, cái khánh này là khánh thầy hay hay cúng, mà tại sao lạ nó nằm trong bụng con ngựa như vậy. Cho nên là thì ông cho nên là bà mới đem qua và nói là đem cho thầy, đem con đem qua cho thầy, tại cái khánh lão quá. Thì ông thầy nói ô thôi thấy không, chết rồi, hên quá, tối hôm qua mà ông theo là bây giờ ông thành con ngựa rồi. Thì ông nói là cái y này á, là trở thành cái lớp da bọc lại cái con ngựa kia rồi, bốn cái thỏi vàng này nó thành là cái loài bốn chân kia, có nghĩa là cái trong một phút như vậy mà ông không có chánh niệm ấy, nhận cái của cúng dường mà rồi không có cái chánh niệm như vậy đó. Thì rõ ràng là cái ông nói là thăm là tôi ở suốt đời nhà bà, tôi kéo kéo đồ kéo đạc cho bà, cày bừa cho nhà bà, tôi trả công ơn đó. Thì cái câu chuyện đó thì dĩ nhiên là câu chuyện huyền thoại như vậy, thì để mới nhắc nhở chúng ta rằng là trong cái đời sống có những cái mình cho và mình nhận mà mình không có biết được cái nó trở lại như thế nào. Vì vậy cho nên chúng ta mới nói rằng khi chúng ta phát tâm cúng dường á, thì thông thường chúng ta mới khởi cái tâm lành của mình như thế nào để cho cái vùng năng lượng lành đó nó được bao trùm. Chứ còn không á, thì chúng ta cứ nghĩ rằng là con cúng dường là mình không biết nó trở về, nhưng mình không có chọn đúng cái đối tượng mình cúng dường thì nó trở về như thế nào mình không có biết. Cho nên có những cái giống như cái trường hợp của bà kia, cúng dường là phát tâm lành, nhưng mà một thời gian sau cái kết quả cho ra một cái rất là hận, rất là giận là như vậy. Cho nên để nói cho chúng ta biết rằng nó có muôn vàn cách để cúng dường, thì cái năng lượng tình thương của mình cũng là một loại cúng dường. Và dĩ nhiên cái tình thương mình nếu muốn cho nó cao cấp thì nó phải không có cái chất ái trong đó, lưu cái chất gọi là ràng buộc trong đó, nó làm cho mình nặng chì chì, nó làm cho mình mệt mỏi trong đó. Nó là cái năng lượng tình thương mà Đức Thế Tôn dạy từ bi hỷ xả đó. Cho nên đừng có ngần ngại, đi trên đường mình thấy một người có cái tai nạn hay là có cái gì đó, mình cứ khởi cái tình thương của mình, đóng góp ngay tình thương mình vào, chứ không cần là phải cái ông thầy đó rồi mà mình cúng dường, mà mình cúng dường bằng cái tâm lành của mình. Tại cái vùng năng lượng lành đó nó có thể hỗ trợ người ta rất là hữu hiệu.
có khi không phải là trực tiếp bản thân mình đứng ra hỗ trợ nhân từ, nhưng có một người nào đó họ đủ điều kiện tới đó, nó đủ cái năng lượng đó, họ, họ khởi được cái tâm, thì cái việc đóng góp của mình nó cũng là trực tiếp và gián tiếp vào cái công việc cứu người và cứu đời. Chứ tại sao mình phải cúng dường ông thầy? Tại vì mình tin rằng ông thầy sẽ thực hiện cái việc cứu đời và cứu người. Cho do vậy mình mới khởi tâm lành, mình cúng dường. Cũng vậy, cho nên chúng ta cúng dường vào những cái vùng năng lượng lành trên cái trần gian này cũng là một loại cúng dường rất là tuyệt vời mà chúng ta Phật tử nhiều khi chúng ta không có để ý. Cho nên là thầy có một người bạn ở bên đây, anh chàng đó thì làm việc trong quân đội, thành ra cái tâm họ rất là cứng. Anh thấy mấy anh chàng homeless xin tiền là anh giận dữ lắm. Anh nói mấy cái thằng này nó cứ xin tiền rồi nó đi mua rượu mua bia nó uống thế này thế kia. Nhưng mà cái thầy cười, thầy nói anh có biết là anh mẫu lòng anh phát tâm lên như vậy, có nghĩa là anh đã hủy hoại đi một cái cơ hội để mà phát khởi cái tâm lành. Cho dù là chưa biết là anh có cho người ta được bao nhiêu tiền tôi không biết, nhưng mà rõ ràng là một lần mà cái ác, cái ác niệm, cái niệm ác nó khởi lên đó, có nghĩa là nó che lấp những cái lòng trong cái tâm của anh rồi đó. Khỏi khoan hề nói cái chuyện mà anh có đóng góp cho người ta 2 đồng 3 đồng hay không. Cho nên đừng có nên làm như vậy. Thầy hay khuyên ảnh như vậy mà anh nói không thầy, tôi vậy á, tôi thấy cái mấy cái thằng này nó xin tiền nó vô á, 7-Eleven nó mua bia nó nhậu rồi nó làm chuyện tào lao thiên địa, nó nói cái chuyện nghiệp của nó, mà cái nghiệp trước mắt là anh đã đánh mất đi cái cơ hội phát tâm lành rồi đó. Thì dĩ nhiên thầy chỉ đóng góp vậy thôi, nếu còn cái chuyện anh chàng đó ảnh có một ngày nào đó anh có nhận ra hay không thôi. Cho nên cái tâm của ảnh nó đầy hay dẫy giận hờn mệt mỏi và rất là bảo thủ, nhưng mà mình cũng khó nói lắm, cho nên mình cứ hỗ trợ bằng những câu nói mình có thể làm cho ảnh hiểu biết hơn thêm thôi, bằng những cái lời nói và cách lắng nghe và cảm thông cái tâm niệm của ảnh thôi, tức là cái phương diện tình cảm. Hết giờ chưa, ớn chưa, chứ giờ thì vẫn còn đó, mà quý vị ớn chưa, quý vị còn nghe nữa không? Tắt hết rồi, bên đây thầy đâu có nghe gì. Hả? Quý vị ăn sao? Thầy hỏi là hết giờ chưa, còn muốn nghe nữa không, hay là đi ngủ? Còn mấy phần nó lợi hại lắm, đoạn ra cháy dữ, ta nói thật nói phải 4 tiếng đồng hồ mới hết. Đáng nghe thì hôm nay con khỏe cứ nghe. Ồ, cái chuyện của thầy giảng lại chúng liên quan gì tới con? Thì con hút à, con khỏe là con cho lại chúng nghe lâu mà cũng mệt, con chống chọi nổi đúng không, con đi ngủ. Cái điều thứ tư mà không biết có kịp hay không, đó là pháp thí, tức là cúng dường bằng cái pháp. Thứ tư ha, là cúng dường bằng pháp Phật ha. Thực ra chúng ta nghĩ rằng là cái vấn đề vật chất với cái vấn đề Phật Pháp nó khác nhau, hay là tình thương nó khác nhau, chẳng qua là mình dùng cái ý niệm trong đầu mình phân loại thôi. Chứ thật ra nếu mà chúng ta dùng tiền tài vật chất, ta cúng dường dựa trên cái nền tảng của xã, thì chúng ta cũng có cái phước đức cũng tương đương với cái chuyện chúng ta cúng dường Phật Pháp. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta dùng cái tiền vật chất, tức là hữu lậu, mà chúng ta đi vào cái pháp vô lậu, tức là trọn vẹn, thì chúng ta nó phước đức nó cũng bằng nhau. Cho nên là tóm lại là ăn thua cái cách mình cúng dường. Thầy muốn nhấn mạnh cái chỗ đó, chứ không phải thầy phân loại ra từ 1, 2, 3, 4 như thế này rồi chúng ta cứ nghĩ rằng đó, là cái này là cao cấp hơn cái này. Dĩ nhiên ở cái mức độ vi tế, cái sự hiểu biết, ví dụ nếu mà chúng ta nghèo khổ, chúng ta không có nhiều cái phước báo, chúng ta không có nhiều tiền, thì rõ ràng chúng ta cũng có thể thực hiện cúng dường.
Ý thầy muốn nói là như vậy, phân loại ra như thế này để cho quý vị hiểu rằng á, đừng có mặc cảm là chúng ta không có nhiều tiền rồi chúng ta không có cúng dường. Không phải đâu, chúng ta cúng dường được, nhưng mà chúng ta lại có cái hình thức cúng dường khác hơn là tiền bạc. Có những người trong cuộc đời này họ không có đi làm việc nhiều, họ không có tiền nhiều, nên là họ không có cúng dường được. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng tôi là người đem cho anh tình thương, anh là người tiếp nhận tình thương, thì rõ ràng cái việc từ bi hỷ xả nó cũng giá trị gì cả. Cũng như vậy, giống như chúng ta đem cái năng lực trí tuệ, tôi nói tôi là cái người có năng lực trí tuệ, tôi giúp anh vượt khỏi cái này, anh phải ghi ơn, nhớ ơn tôi như thế này thế kia, thì rõ ràng nó cũng có đi về đâu cả. Phật pháp cũng vậy, cho nên pháp thí cũng vậy, tức là mình cúng dường bằng cách thuyết giảng Phật pháp hay là mình tu tập Phật pháp, thì nó có ba cái phạm trù. Phạm trù thứ nhất là giống như chúng ta in kinh Phật sách, in kinh sách. In kinh sách ha. À nhỏ. À, thầy bôi đi ha. Thầy viết cho nó đàng hoàng. Tức là cái về vấn đề Phật pháp ha. Cúng dường bằng kiểu Phật pháp thì cái hình thức thứ nhất đó là mình in kinh Phật pháp, mình in kinh Phật pháp, in kinh sách. Thứ hai là giảng thuyết Phật pháp. Thứ ba đó là mình thực tập Phật pháp. Ít nhất là có ba cái hình thức như vậy, chúng ta lưu tâm. Quý vị đọc trong kinh Đại thừa, quý vị thường hay thấy cụm từ là nếu ai chép một quyển này thì cũng bằng thấy một vị Thế Tôn. Nếu ai chép được ngàn muốn quyển ấy thì cũng bằng thấy Phật giảng thiên. Do theo nguyện luật tỷ duyên và văn tụng ra như vậy. Rồi cái mình nghe vậy, cái mình ra mình kinh Du Lan nó ít quá là nó mỏng quá mà ta in cho 1.000 cuốn nhỏ 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 gì đâu có nhiêu tiền. Rồi chúng ta cứ nghĩ rằng in kinh sách cái kiểu đó là chúng ta có phước, khỏi lo chuyện khác. Thường chúng ta nghĩ nó rất là vụng về như vậy, nó rất là cạn như vậy. Rồi nghe trong kinh Đại thừa giống như kinh Di Ma Cập phẩm thứ 13, có cái phẩm cúng dường, hoặc là trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm cúng dường, rồi kinh này kinh kia, kinh Hoa, rồi kinh vân vân ABC. Thì chúng ta hay nói tới vấn đề cúng dường Phật pháp là in kinh sách Phật pháp, là để truyền bá Phật pháp, nó sẽ là cái công đức vô lượng. Và cho nên chúng ta vẫn đem cái đầu tính toán trần gian để chúng ta làm những việc, nhưng trong khi đó chúng ta hiểu kinh sách là gì, kinh là gì, liệu chúng ta có tin vào kinh của Đức Thế Tôn nói hay không. Cho nên chúng ta không có cái niềm tin đủ, chúng ta không có làm những cái bộ kinh là vô tự, tức là kinh không có chữ, tức là đời sống sống động của mình, kinh là cái sự sống động. Có một ông kể câu chuyện này cho nó hết giờ chơi nè. Có một ông thiền sư, ông ở cái làng đó, thì có một cái bà già kia, bà sai con bà tới, con á, là phải thỉnh cho được ông thầy đó, mẹ chết á, sau khi mẹ chết á, ha, là con phải thỉnh cho được ông thầy. Không, ông nói chứ bà nói chứ ngày mai là đám giỗ của cha mày, mày phải đi thỉnh ông được ông thiền sư đó, đem về về đây và bắt ông thiền sư đó tụng kinh tụng tất cả các kinh đại tạng, thì công đức đó nó mới có đủ mà cha mày mới giải thoát. Mày là phải làm việc đó, mình làm sao làm còn biết đem gia tài mà thỉnh ông thầy. Thì khi anh chàng con, anh đứa con nó tới, nó bạch hòa thượng là mẹ con dạy á, là thỉnh thầy tới đây và với điều kiện là thầy phải tụng cho gia đình con á là tất cả các kinh trong đại tạng,
mà chúng ta biết rằng kinh Trung Đại Tạng hả, tụng mấy năm mà cho hết. À, thế thì ngày mai là ngày đám giỗ rồi, vậy đó thầy sắp xếp giúp con cho, bây giờ cha con thế này thế kia, con muốn báo hiếu. Thì cái bà già đó bà dặn đứa con như vậy, thì đứa con tới nó thưa ông bà thượng như vậy. Thì khi ông bà thượng ông đứng ông suy nghĩ hồi, ông nói ừ được, đi về đi, mai tao tới. Thì ngày mai ông tới, ông xách cái roi ông đi tới, ông xách cái phất trần ông đi vòng vòng đi ba vòng như vậy, rồi xong rồi đó, ta đã tụng ba lần nữa. Thì câu chuyện nó là như vậy, quý vị hiểu không? Tức là ngày hôm sau ông tới ông cúng thầy gì, ông ngồi ông xách chuông xách mỏ tới ông cúng giống như mấy thầy ư a ư ự vậy, không biết. Ông tới ông đi ba vòng, ông nói là ta không những tụng một vòng, ta tụng không những ta tụng một lần, ta tụng ba lần nữa. Xong rồi đó, ông đi về. Mấy ông thiền sư ngày xưa là vậy đó. Trời đất vậy đó. Vậy đó, cho nên là rất là dễ thương. Câu chuyện đó chúng ta hiểu cái như thế nào, có nghĩa là cái kinh mà chúng ta lật ở đây nè, ở trong trái tim của mình này, chứ không phải chúng ta in kinh sách, không phải là chỉ là hình thức in in ra ngoài đâu. Kinh vô tự của mình ấy, tức là kinh mà không cần chữ, tức là đời sống linh động của mình ấy, nó có in được những cái bước chân của mình, nó có in được trên cái mặt đất này hay không, từng bước chân của mình có in được cái lời kinh của Phật hay không, từng lời nói của mình có nói ra được cái lời kinh của Phật hay không, tức là kinh sống động ngay trong cái thân thể này. Thì đó là cái phước đức. Mà dĩ nhiên chúng ta tưởng tượng là trong cái làng của mình 1.000 người đều làm như vậy, thì chúng ta biết cái năng lượng cả cái làng đó rất là bình an ạ. Trong chùa của mình 100 người, 1.000 người mà đều có cái quyết tâm mà làm như vậy, thì có nghĩa là cái phước đức nó tràn đầy. Rồi kế tiếp giảng thuyết là nói với thầy đó, quảng cáo. Thầy quảng cáo vậy thôi chứ thầy có làm được cái gì đâu, phải không? Thì quý vị hiểu là cái vấn đề giảng thuyết này cũng vậy. Ví dụ bây giờ tụi con thấy đi chùa thấy hấp dẫn quá, kinh này hay quá, thầy nói hay quá, post qua cái share qua cái trang của đứa con của mình, hy vọng nó coi một loại giảng thuyết. Rồi mình về bắt đầu mình săn cái tay áo lên, mày ngồi xuống đây ta nói kinh Phật cho mày nghe ha, chuyện kể rằng ngày xưa thế này thế kia, bắt nó nghe gùi sức móng mà lọt cho lỗ tai của nó, có phải không? Rồi giảng thuyết, có rất là nhiều người rất là thích nói mà không có làm được. Và dĩ nhiên có những người họ thấy chướng tai gai mắt, bắt đầu họ lên mạng tìm cái bài kinh nào đó cái ịnh qua, mày đọc kinh này đi một loại giảng thuyết, mày coi kinh này nói vậy nè, mày coi lại đi ha, mày đọa xuống tầng 24, không biết mấy tầng ở dưới tại không biết, nhưng mà để cái dọa ta vậy đó. Thì rõ ràng chúng ta biết rằng cái cách giảng thuyết cũng vậy, thiếu gì người họ giảng thuyết nhưng mà cuộc đời của họ, suốt cuộc đời của họ, họ không có nếm được Phật pháp. Do vậy cho nên chúng ta khi nói trong đề pháp thí, tức là cúng dường Phật pháp, là chúng ta hay nói một cách qua loa, và chúng ta đồng nhất rằng ở cái chuyện mà ông thầy đang đứng giảng pháp kia là cái người đang pháp thí. Không phải, quý vị chính là người đang làm công việc pháp thí. Bàn chân của mình đặt trên cái mặt đất này là một loại pháp thí. Mình cúng dường, và chúng ta hiểu rằng cúng dường là cúng dường cho ai? Mình cúng dường một cái vùng năng lượng này, và cái vùng năng lượng đó mình đang sống chung, và cái năng lượng đó là đang nuôi mình, mà nuôi những người thương yêu của mình nữa. Thành ra chúng ta có đủ niềm tin hay không? Ta phát khởi cái niềm tin chúng ta pháp thí hay không? Chứ không phải là pháp thí là chuyện của mấy ông thầy. Chính quý vị là những người đang làm. Cho nên cái sự nhẹ nhàng của mình, sự bình an của mình, cái sự bình tĩnh của mình, đó là những bài pháp. Chứ không phải là ngồi nói chuyện như thầy uống hết một bình nước rồi mới gọi là pháp thí. Không, còn chút uống thêm. Hơn nữa cho nên quý vị, mình phải hiểu nó ở cái tầng sâu hơn biết là như vậy ha. Cho nên pháp ở đây là cái thực thể sống động mà ngài Lâm Tế ngài nói thần thông á, là đi trên mặt đất, tức là anh biểu hiện thần thông, anh giúp đỡ người ta đó, là bằng cái cách đi đây nè,
cái cách đứng, cái cách đời thường nhất á, cái thân thể này nè. Chứ anh đừng có nghĩ rằng là anh phải luyện võ công, anh bay qua cái hàng rào kia xui hả là hả cái đọt tre nó dướng lại là nó rớt xuống một cái bạch. Cho nên là chúng ta biết rằng cái vấn đề tu tập không phải là cái vấn đề mình thể hiện những cái điều mà ra lệnh cho người ta. Đức Thế Tôn giảng trong những cái kinh điển nó rất là mềm mại, ngài nói rất thẳng, nói rất đủ, chứ không phải mà nói dư giống như thầy đâu. Thầy thì không có tính, không thể nào mà so sánh được. Lời Đức Thế Tôn nói rất là bình thản và đi thẳng vào vấn đề, chứ không có xào quần. Là như vậy. Mà những lời của ngài như là một chuông đồng, nó đánh vào cái tâm thức của mình và nó rung động. Tại vì hằng ngày nói bằng cái tình thương sâu sắc nhất, và ngài cũng mong muốn rằng mình cũng có một sự thay đổi tuyệt đối. Do vậy cho nên cái lời ngài nói ra nó vang như chuông đồng là như vậy. Cho nên pháp của ngài nó gọi là viên âm, tức là lời nói của mình nó đầy đủ tròn đầy, không dư cũng không thiếu. Chứ không phải nói hồi rồi cái này giận, không khen nó giận thiệt cho nói. Chứ nó cái nó giận thiệt, nó giận là bỏ ăn bỏ ngủ chứ đâu phải đùa. Thành ra cho nên mình giảng. Hôm trước thầy cũng nói với vị giảng cho con của mình bằng cách nào? Bằng cách chính và đời sống của mình. Cho nên tam tạng kinh điển nó nằm ở đây, nó nằm trong cách sống của mình. Chứ không phải là mình đọc nhiều, mình học nhiều, mình nói nhiều, mình đọc nhiều kinh đường sách thôi, mình giảng thuyết nhiều là nó hay. Bản thân của mình, từng bước chân của mình có in lại cái dấu ấn của những lời của các vị Phật nói hay không? Nó mới là điều quan trọng. Hơi thở của mình có thở cái hơi của Phật không? Hay là mình thở cái hơi xám xịt? Cho nên vấn đề thực tập á, cúng dường là cái phương pháp thực tập cao cấp và thực tế nhất. Cái thời dịch này mà cái mùa dịch mà tiền ở đâu mà cúng cho nhiều, tốt nhất là cúng cái này là hợp lý nhất. Rất là hợp lý. Nói với thầy là thầy ở suốt đời thầy là ở cái cốc lẹp xẹp, thầy phải nói như thế nào để người ta cúng dường thầy khá khá lên thầy mới có tiền xây chùa chứ. Nói với thầy ai mà thèm cúng cho thầy, bắt người ta tu không mà làm sao mà được, không? Cho nên là phải có văn nghệ gây quỷ. Nó thông thường như vậy. Cho nên chúng ta hiểu rằng cái này là cái phương pháp cực kỳ quan trọng, mà nếu mà điều kiện chúng ta không có tiền tài vật chất thì không có gì là ngại ngùng, mà chúng ta hãy làm bằng cái hơi thở vào và hơi thở ra ngay từ ban đầu. Mà thầy đã đưa cho quý vị, nhưng giới thiệu cho quý vị những cái kinh rất là căn bản là niệm thân, quay trở về với cái thân này. Đó là những phương pháp rất cụ thể để làm hiện thực hóa những cái vấn đề mình đang nói ở đây. Chứ không phải là mình nói một hơi mà không có phương pháp thực tập. Không phải là mình ước mơ. Đây cúng dường không phải là một loại ước mơ. Cúng cho anh 1.000, 2.000 rồi hy vọng anh sẽ bình an, anh hy vọng anh sẽ giàu lên, không phải. Sự giàu có nó không có tính như vậy. Trái tim của mình nó có mở ra được hay không? Còn mình nghĩ là mình cúng vào cái chùa 5.000, mình nghĩ là cái phước đức ngày mai thế nào mình chết rồi mình già rụng rụng cái răng ra rồi thì có Phật tới kéo mình đi. Đó nó là cái quan niệm nó rất là sai lầm. Nó không có chắc chắn. Mà cái chắc chắn là mình phải nuôi dưỡng cái thần linh nằm trong này, thượng đế nằm ở đây. Bậc đạo sư nằm ở đây, ngay cái thân này. Cho nên đừng có nói thân này là cái kẻ thù của chúng ta. Chúng ta sống với nó hàng ngày mà chúng ta coi nó như kẻ thù thì đau khổ vô cùng. Một người không có hạnh phúc. Một cái con người là chỉ có muốn tự tử thôi. Coi cái lầu nào được cứ nhảy đi cho rồi, sống như kẻ thù cả ngày của mình. Cho nên cái chỉ mặt nói mày là cái đứa ta ghét nhất. Mà rõ ràng ngày nào mình cũng chăm sóc nó hết. Ngọc Trâm đứng trước chu gương trước khi làm đẹp bao nhiêu tiếng đồng hồ nói thầy nghe coi. Cộng lại cái thời giờ từ đây cho tới từ cái hồi mà mười mấy tuổi mà bắt đầu biết xí soạn, cộng cho tới năm nay là bao nhiêu, tốn bao nhiêu thời gian. Rõ ràng là mình cứ nói rằng là thân thể này là kẻ thù.
Còn mấy cái con người đẹp điệu điệu nữa tôi đâu có dám nói tự ái đụng chạm chết. Rồi nó có bốn cái lợi ích của việc cúng dường, nhưng mà thôi đợt sau nói, giờ này nói gì nữa, thầy nói cũng vừa vừa thôi chứ để cho đi ngủ. Nói hết luôn đi thầy, để dành chi thầy? để dành chứ. Sao phải cứ đề tài thì nói pháp lắm mà, dạo này gặp trong say sưa thì pháp nha. Giỏi quá nha. Cho nên tóm lại là những cái kinh căn bản mà ban đầu thầy giới thiệu, nó là một trong những kinh mà Đức Phật dạy cho quý thầy. Và Đức Phật trong cái kinh đó có kinh quán niệm hơi thở. Đức Phật nói nếu một vị tu mà tinh tấn chuyên cần, nội trong 7 ngày cũng có thể đạt tới chánh đạo. Chuyên cần đầy đủ thì cũng có thể nếm được cái quả vị A-la-hán hiện thời. Chứ không phải đơn giản. Tức là đạt tới cái trình độ xả này nè. Tức là cái bình đẳng tánh trí nó mở ra là thấy mọi thứ nó đều sáng rỡ. Đi tới đâu nó cũng màu nhiệm. Con mắt cũng sáng rỡ, tâm tư sáng rỡ. Và đem cái tình thương rất là lớn dành cho bản thân và cho mọi người. Thành ra Đức Thế Tôn nói rằng cái việc anh thở vào gọi là quán thân đó, niệm thân đó. Niệm tức là nhớ đó. Tức là chuyện niệm thân thôi, quán thân thôi. Mà nó đạt tới phước đức vô lượng là cái phương pháp đi thẳng vào Niết Bàn. Sống chung với cái thể tính của các vị Phật. Có nghĩa là hành xử như các vị Phật. Sống chung với cái vùng năng lượng thương yêu như vậy. Liệu chúng ta có tin không? Mà chúng ta chạy lăng xăng. Thành ra nó có bốn cái điều lợi ích. Mà nếu mà chúng ta thấu triệt được. Mà thầy sẽ chia sẻ sau. Trong đợt sau. Giờ phải đi ngủ. Thành ra cho nên chúng ta không có chạy lăng xăng ra ngoài kia đi tìm một chút an trú, một chút nương tựa, mà chúng ta bỏ quên cái nhà của mình. Thầy không biết cái chùa Bà Đanh nó ra làm sao, nhưng mà nhiều khi mình cũng như cái chùa Bà Đanh. Tâm hồn sát thân mình thì đang ngồi ở đây, nhưng mà cái đầu của mình đi chỗ khác. Hôm bữa thầy có cái bài tập dành cho các vị bên đây. Thầy đã giảng pháp rồi, thấy các vị lên diêm, ta rút cái đờn ra. Giờ tôi hát cho quý vị nghe. Rồi quý vị lắng tai nghe để coi thử quý vị ở đâu. Thầy hát, thầy mới vừa tập cái bài, cái gì em còn nhớ em đã quên. Thầy mới vừa tập hồi chiều, cái tối đó thầy hát liền. Thầy nói, quý vị nghe đi, nghe một đoạn thôi. Cái thầy hát lên một khúc thôi. Xong đó thầy buông cái đàn xuống. Thầy hỏi rồi, bây giờ nói cho thầy biết. Nãy giờ thầy hát quý vị nghĩ cái gì? Thì người này nói con nghĩ con đang về Sài Gòn nghe thầy hát ở quán cà phê. Rồi một đứa nó nói con nghĩ bây giờ con Sài Gòn nó nắng nó mưa, mùa này là mùa mưa chắc nè. Đứa kia thì nói chứ thầy nói là có những con đường tự nhiên con nghĩ tới con đường Phật pháp, con đường không rồi con đường đời. Rất là dễ thương. Cái thầy mới nói thấy không, muốn thương thầy lắm ngồi với thầy, nhưng mà thầy chỉ cần thầy hát cái gì đó lên là cũng muốn nghe thầy hát. Nhưng mà khi thầy hát lên là rõ ràng là từng người ra đi, người thì đi về Sài Gòn, người thì đi về Sóc Trăng, người thì đi về Cần Thơ đổ nợ, còn mình thầy ra ở đây. Cho nên là hát, nghe thầy hát nhưng mà là từng người bỏ ra đi, không có mặt ở đây. Vì vậy cho nên cái sự có mặt của mình nó có hay không, thì nó làm cho cái thần linh của mình có hay không. Ngay bây giờ mình là thượng đế thiết kế đời mình. Mình muốn nó đi lên thì nó lên, nó xuống. Mình muốn nó bốc khói thì nó bốc khói, mà mình muốn cho nó mềm mại thì nó mềm mại. Do mình. Cho nên là trong cái lúc căng thẳng mệt mỏi như vậy mà quý vị đủ bản lĩnh ngồi yên thở, thầy đảm bảo trong 5 phút mà quý vị thở 100% đi, cái sự an lạc nó có liền. Màu nhiệm là như thế. Mà tin không chứ? Hay là để coi thử. Hồi nãy mà thầy thỉnh ba tiếng chuông, thầy cho quý vị thở, thầy không có muốn mở mắt ra.
tại vì nó đã quá muốn ngồi luôn, nhưng mà dướng dướng nhìn thấy cũng hơn 10 phút cho nên thôi thôi trả lại cho quý vị, không là quý vị còn đi ngủ cho gặp thầy, thầy quảng cáo là gì? Con nữa. Cho nên là thầy á là chỉ là thuộc cái thành phần này, nhưng mà chỉ là quảng cáo thôi nghe. Quý vị đừng nghĩ là thầy tu giỏi gì hết. Thầy chỉ là quảng cáo pháp của Phật thôi. Hy vọng là cái hàng hóa quảng cáo của thầy quý vị mua, quý vị đặt vào cái đời của mình, gắn đời mình vào cái hàng quảng cáo này. Cho quý vị trong những lúc khó khăn thì đem ra xài. Rồi. Thôi bây giờ thì xin thỉnh ba tiếng chuông chấm dứt ở đây. Mời đại chúng mình nhiếp tâm trở về với cái trái tim của mình, trở về với cái thực tại của mình, trở về với hơi thở. Mình thở vào, ý thức minh mẫn là mình đang thở vào. Thở ra, ý thức minh mẫn là mình đang thở ra. Thì cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng có một giấc ngủ rất là bình an. Cảm ơn thầy. Chúng ta cảm ơn thầy. Thì bây giờ thầy tắt hả? Dạ không. Con muốn nói gì không? Dạ không. Vừa thầy nói ở không thì thầy tắt record đi thầy. Can you stop record hả? Yeah.